Đến rồi hả? Có chuyện gì không? À, không có gì. Ngày mai được nghỉ, em muốn hỏi anh có dự tính gì không? Anh không đi đâu được hết. Em coi, đội trưởng Lục đó muốn anh gửi chuyển phát nhanh kế hoạch huấn luyện. Anh đang gấp gáp lên kế hoạch đây nè. Anh không thể đi cùng với em được. Hay là vậy đi, em kêu Thạch Vũ, hai người cùng nhau ra ngoài mua sắm. Thời gian huấn luyện gần đây khá căng thẳng, hai người đi ra ngoài cho thoải mái, được không? Em sao rồi, thở ngắn thở dài, có chuyện gì hay sao? Là như vậy, ngày mai là sinh nhật của mẹ Dương Sáng. Cô ấy nhờ Liễu Thi Giang gọi điện cho em, muốn em đến dự tiệc sinh nhật ở nhà cô ấy. Em cảm thấy em đến đó không thích hợp cho lắm, nên em muốn từ chối. Tại sao phải từ chối chứ? Dương Sáng là người mà em đã đào tạo. Hơn nữa, không phải quan hệ của em và Liễu Thi Văn rất tốt hay sao? Em cảm thấy... Em sao vậy? Ấp á ấp úng không giống em chút nào hết. Kiếm Phong, vậy em nói cho anh biết, em cảm thấy Dương Sáng đối với em quá nhiệt tình, em sợ sẽ ảnh hưởng quan hệ của chúng ta. Quan hệ của chúng ta yếu tới mức vậy sao? Đương nhiên là không phải. Cho nên em hy vọng anh đi cùng với em. Anh cười cái gì? Rốt cuộc thái độ của anh là gì? Thật là, thái độ của anh rất đơn giản. Anh hy vọng em đi, anh đề nghị em đi. Em thử nghĩ xem, nếu em đã cảm thấy quan hệ của Dương Sáng và Liễu Thi Văn rất tốt, rất xứng với nhau, em là cấp trên của cậu ấy, thì nên tới đó tích cực tác hợp cho hai người họ. Em cảm thấy em và Dương Sáng, dù sao em cũng cảm thấy là không ổn. Em nên nói như thế nào đây? Em rất khó giải thích. Khó giải thích cũng phải giải thích. Những chuyện này nhất định phải nói cho rõ ràng, để tránh đôi bên chịu sự tổn thương. Anh nói đúng lắm. Em nghe theo anh. Em đi. Cố lên. Em đi nha. Ê Nam Ẩn, tôi phải nói cô chuyện này. Không dễ gì mới được nghỉ phép. Cô không đi ra ngoài hẹn hò với Kiếm Phong, đến nhà mẹ Dương Sáng dự tiệc sinh nhật. Không nên chút nào. Cô nghĩ tôi muốn đi lắm sao? Là Kiếm Phong kêu tôi đi đó. Tại sao vậy? Để tôi đến đó nói rõ ràng, tác thành Dương Sáng và Liễu Thi Văn. Nói rõ ràng? Tôi thấy càng nói càng loạn lên. Cô nói vậy là có ý gì? Tình cảm Dương Sáng đối với cô, trong đội có ai mà không biết. Tôi chỉ sợ cô không thể dập tắt được lửa tình của Dương Sáng, ngược lại còn khiến ngọn lửa đó càng cháy càng mạnh. Cô đừng nói linh tinh vậy được không? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Sau này đừng trách tôi không nhắc cô đó. Nam Ẩn, Nam Ẩn. Cô Dương, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Được rồi, giờ anh tiếp tục nói tiếp. 3 năm trước, tụi anh ở nước ngoài tham gia thi đấu bắn súng. Lúc đó có người nước ngoài coi thường tụi anh. Bọn họ nói là vũ khí của chúng ta lạc hậu, quan niệm cũ kỹ. À, nè nè Nam Mẫn, con uống nhiều một chút. Cô Dương, con uống nhiều rồi. Không sao, dù sao ngày mai cũng được nghỉ, uống nhiều chút đi. 5 năm còn không đợi được. Nè, ăn chút đi con. Cảm ơn cô. Con thấy sao, món này con thích không? Cô Dương à, món ăn cô nấu thật sự rất ngon, con thật sự rất thích. Tất cả những món này đều do Thi Văn làm đó. Những món này đều do cô làm sao? Vậy sau này cô dạy tôi nấu những món này nha. Được thôi. Bây giờ con đang kể chuyện mà mẹ đừng cắt ngang vậy chứ. Được, con nói. Vừa rồi con nói tới đâu rồi ta? Nói đến 5 năm còn không đợi được. Phải, 5 năm. Lúc đó đội trưởng Lục nổi nóng lên, đáp lại một câu, 15 năm. 5 năm chúng tôi còn không đợi được. Kết quả mọi người thử đoán coi, không tới 5 năm, chỉ tới năm thứ 3 thôi. Tụi anh quay lại thi đấu đã đoạt được giải quán quân năm đó. Chỉ một mình đội phó Na thôi đã đoạt được bao nhiêu giải nhất? Tôi không nói sai chứ đội phó. Xem ra súng tuy rằng rất quan trọng, nhưng suy cho cùng vẫn là dựa vào tố chất của người cầm súng. Thì đúng rồi. Hồi chúng tôi huấn luyện bắn súng ở binh đoàn, mỗi lần giác súng là 3 tiếng đồng hồ. Đằng trước súng còn phải treo 2 bình nước, lấy kim chọt hạt gạo, em nghe chưa? Một hạt gạo phải chọt 5-6 cái lỗ. Ê, cái này là thế mạnh của Triệu Hiểu Ba, kỷ lục cao nhất đâm được 8 cái lỗ. Được rồi. Mỗi lần nhắc đến súng con liền thao thao bất tuyệt, nói hết cả đêm cũng chưa chịu dừng. Có bắn súng mới có chính quyền mà. Được rồi, con uống nhiều thêm chút. Buổi tối ngày hôm nay mẹ còn có chút việc rất quan trọng.
Vậy mẹ nói đi, là chuyện tốt gì? Đây đúng là chuyện tốt. Tối nay là chuyện tốt của con và Thi Văn. Con và Thi Văn tuổi tác cũng không còn nhỏ, cho nên mẹ hy vọng là hai con có thể sớm quyết định chuyện đính hôn. Đính hôn? Chuyện lớn như vậy mẹ không nói trước với con một tiếng? Chuyện này có gì để mà nói? Con và Thi Văn đã là thanh mai trúc mã, quen biết với nhau lâu như vậy rồi, chuyện kết hôn cũng là hợp tình hợp lý thôi mà. Đây, chiếc nhẫn cưới này mẹ chuẩn bị cho hai con rồi, hai con xem có thích không? Mẹ lo lắng chuyện hôn nhân của con có thể hiểu được. Nhưng có một số chuyện không thể nóng vội. Trong đội của con có quy định, nhập ngũ chưa được 5 năm thì không được kết hôn. Con còn chưa tới hạn kỳ mà. Mẹ không phải kêu con kết hôn ngay, mẹ chỉ hy vọng các con có thể đính hôn trước, đợi đến khi phù hợp với quy định trong quân đội mới kết hôn. Không phải, mẹ cũng thiệt tình, mẹ cũng không hỏi xem ý của Tiểu Văn thế nào. Cô ấy có đồng ý đợi lâu như vậy không? Chuyện này còn phải hỏi sao? Thì Văn đối với con thế nào, con còn không hiểu à? Dương Sáng, kể từ lúc con cứu Thi Văn ngày hôm đó, mẹ cảm thấy hai con nên ở cùng nhau. Hơn nữa, Thi Văn cô ấy có điểm nào không xứng với con? Mẹ nói thẳng cho con biết, nếu con không phải con của mẹ, mẹ thật sự không muốn để Thi Văn lấy con. Mẹ nói rất là đúng. Nhưng mẹ không nghĩ thử coi, Tiểu Văn sao không tìm người đàn ông tốt hơn con chứ? Anh là đứng cứu thế của em hả? Đừng nghĩ là em đang bám lấy anh đó. Không phải. Là đội phó của anh, tôi phải nói với anh câu này. Trong đội đặc chiến bao nhiêu năm nay, chuyện tình cảm tôi đã thấy nhiều rồi. Nhưng có thể tìm được cô gái tốt như Thi Văn, đối xử tốt như vậy, thật sự rất hiếm thấy. Anh phải biết may mắn, càng phải biết trân trọng. Những lời đội phó Na nói rất đúng. À, đúng rồi, hay là như vậy đi. Đợi đến lúc hai người họ kết hôn, cô đến làm người chứng hôn cho họ, đội trưởng Lệ nữa. Được thôi. À, đúng rồi, hai người chuẩn bị khi nào sẽ kết hôn? Tôi và Kiếm Phong bây giờ vẫn chưa nói đến chuyện kết hôn. Như vậy cũng không sao, dù sao sớm muộn cũng sẽ kết hôn mà. Rốt cuộc mẹ bị làm sao vậy? Mẹ cũng không phải là công ty mai mối, vốn dĩ sức khỏe của mẹ không tốt, cho nên nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng nhiều như vậy nữa. Hơn nữa, không phải mẹ còn bận công việc nữa hay sao? Mẹ lo việc của mẹ trước đi, chuyện của tụi con tự giải quyết không được sao? Mẹ nói không được. Mẹ phải nói với con, sức khỏe của mẹ không được tốt. Mẹ rất bận, mẹ cũng không có nhiều thời gian ngồi đây. Nhưng hôm nay mẹ phải nghiêm túc đem chuyện này ra nói rõ ràng. Thi Văn à, con nói suy nghĩ của con trước đi. Dương Sáng, em đối với anh như thế nào? Em nghĩ hẳn là trong lòng anh biết rất rõ. Nhưng mà anh yên tâm, nếu anh thực sự không đồng ý, em cũng không ép buộc anh đâu. Tốt, Thi Văn cũng đã nói rồi. Dương Sáng, con nói suy nghĩ của con xem. Tiểu Văn thật sự rất tốt. Nhưng mẹ, hôm nay chúng ta không nói chuyện này có được không? Dương Sáng, là cấp trên của anh, là người huấn luyện cho anh, tôi hy vọng đối với vấn đề lựa chọn cá nhân của mình, anh nên thật sự nghiêm túc. Đó là lời khuyên chân thành của tôi. Cô Dương, cảm ơn cô đã chiêu đãi Thịnh Tình. Cảm ơn con đã đến. Thời gian không còn sớm nữa, con xin phép về trước. Để cô tiễn con nha. Không cần tiễn đâu. Hẹn gặp lại. Hai người làm sao vậy? Không phải là mời cổ tới ăn bữa cơm sao? Tại sao lại trở nên như vậy? Mẹ coi chuyện tốt của mẹ làm đi. Chương Sáng, em không cho phép anh ăn nói như vậy với cô. Đúng ra có một số chuyện em không muốn nói, nhưng mà nhìn bộ dạng hôm nay của anh, em nhất định phải nhắc nhở anh. Anh có thể không chọn em, nhưng anh không được ảnh hưởng tình cảm của người khác. Anh ảnh hưởng tình cảm của ai? Hôm nay rốt cuộc mọi người sao vậy? Cả đời này con không kết hôn nữa đâu, được chưa? Xin lỗi, hôm nay đã khiến cô khó xử rồi. Dương Sáng, bây giờ anh bỏ mặc mọi người ở nhà, đuổi theo tôi tới đây mới là khiến tôi khó xử đó.
Dương Sáng, hôm nay tôi sẽ nói thẳng với anh, tôi không biết anh có tình cảm gì với tôi. Nhưng tôi với anh chỉ có thể là bạn bè và đồng đội. Tôi không làm gì hết. Tôi có nói là mình muốn làm gì không? Tôi chỉ là quan tâm cô một chút thôi. Hay là vậy đi, tôi xem cô như là bạn tri kỷ của được không? Đương nhiên là được. Nhưng chỉ dừng lại ở đó. Tôi hy vọng sau này anh đừng có những suy nghĩ không thực tế. Tôi không hy vọng mối quan hệ đang tốt đẹp của chúng ta bị hủy trong phút chốc. Anh hiểu không? Tôi hiểu, nhưng mà Nam Mẫn à. Được rồi, hôm nay anh được nghỉ phép, anh về nhà đi. Nam Mẫn rời đi, cất bước kiên quyết thật nhanh. Trong lòng Dương Sáng vô cùng trống trải. Những lời nói của Nam Mẫn rất rõ ràng. Tình cảm vừa nhen nhóm trong lòng bị dội một gáo nước lạnh. Bình tĩnh suy nghĩ trở lại, hôm nay những lời nói của mình, Liễu Thi Văn sẽ suy nghĩ thế nào? Còn có tâm trạng của mẹ? Tất cả đều trở nên rối như tơ vò. Thử hỏi lòng mình, rốt cuộc phải làm như thế nào? Bỏ không được, lòng rối bời. Bản thân Dương Sáng trong chốc lát không biết nên làm như thế nào. Con xin lỗi, hôm nay là sinh nhật của mẹ. Con không nên nói những lời đó. Dương Sáng, con đừng trách mẹ. Cũng vì sức khỏe của mẹ, mẹ sợ là nói không chừng ngày nào đó nói đi là sẽ đi, không thể nhìn thấy con và Thi Văn bên nhau. Mẹ đừng nói mấy câu xui xẻo này có được không vậy? À, không sao đâu, mẹ đừng có lo lắng nhiều quá. Hôm nay mẹ uống thuốc chưa? Uống rồi. Được rồi, giờ mẹ nghỉ ngơi sớm một chút. Đều là lỗi của con, mẹ đừng để ở trong lòng. Tiểu Văn đâu mẹ? Thì Văn vừa đi về nhà. Hay là con đi tìm con bé xem, mẹ không yên tâm lắm. Được, con tới nhà cổ coi thử, không có gì con sẽ về liền. Mẹ mau ngủ đi ha. Con đi đi. Có sao không? Tại sao chú lại ở đây? Thật ra chú luôn đi theo phía sau con. Đi theo con? Chú nhìn thấy con một mình bước ra từ nhà của cô Dương, lặng lẽ ngồi ở ghế đá khóc. Chú rất muốn tới khuyên con, nhưng lại sợ quá đột ngột, nên chỉ có thể theo sau con. Chú cũng không có ý gì khác. Chú chỉ muốn thấy con bình an về nhà. Hả? Sao con lại đi con đường vắng vẻ như vậy? Con cũng không biết mình đi đâu, cứ đi thẳng chứ không biết đi đâu. Nếu nói như vậy là chú luôn ở dưới nhà của cô Dương sao? Đúng vậy. Hôm nay là sinh nhật của cô Dương con. Giống vậy chú muốn tới chúc mừng sinh nhật cô ấy. Nhưng chú lại sợ là nếu chú tới đó lại khiến cô không vui, cho nên chú chỉ có thể ở ngoài thôi. Xin lỗi chú, hôm đó... Không sao hết. Tất cả đều là lỗi của chú, không thể trách người khác. Chú là người thất bại trong cuộc đời này. Chú là chủ tịch của tập đoàn BY, là một người thành công. Tại sao lại là người thất bại được? Thật ra Thượng Đế rất công bằng. Ông ấy mở một cánh cửa cho chúng ta, thì cũng sẽ đóng lại một cánh cửa khác. Tuy rằng chú là chủ tịch, nhưng bên cạnh chú không có một người thân nào, không có một người bạn đáng để chú tin tưởng.
Hôm nay chú tới còn có nguyên nhân khác. Chú muốn gặp một người. Gặp ai? Dương Sáng. Dương Sáng? Chú biết con rất yêu cậu ấy. Thật ra chú còn yêu cậu ấy hơn. Ý của chú là gì? Bởi vì chú chính là ba ruột của cậu ấy. Cái gì? Vậy nhưng mà nếu chú là ba ruột của cậu ấy, vậy còn Lý Diễn Chinh thì sao? Chuyện này nói ra dài lắm. Chú có thể nói cho con biết, nhưng con phải đồng ý với chú, giúp chú giữ bí mật chuyện này. Có thể là cô Dương chưa từng nói với con, năm đó chú và cổ từng là vợ chồng với nhau. Nhưng lúc đó chú vẫn còn rất trẻ, trong đầu chỉ muốn làm giàu, một lòng muốn ra nước ngoài. Chị ơi, cho tôi hỏi. À, tôi muốn hỏi thăm một chút. Vừa rồi chị có nhìn thấy một cô gái dáng người không cao lắm, mặc áo khoác màu xanh đi ngang qua đây không? Tóc dài hay là tóc ngắn? Tóc ngắn. Hình như là có thấy. Cô đi theo hướng nào? Đi theo hướng này. Thật không? Cảm ơn chị. Không có gì. Thì rằng hả? Căn hộ của con là mua hay thuê lại vậy? Là thuê đó. Một tháng 3.000. Ở một mình như vậy thật không dễ dàng gì. Sau này nếu có cần chú giúp đỡ thì cứ nói với chú nghe hả? Cảm ơn chú Lâm. Không có gì. Lúc đó tại sao chú lại rời xa cô Dương mà đi vậy? Lúc đó nếu như chú biết cô ấy đang mang thai, dù có thế nào chú cũng không rời xa cô ấy. Tất cả mọi việc đều là sai lầm của chú, giờ không thể cứu vãn. Bây giờ việc chú đau khổ nhất chính là đứa con ruột thịt của mình không thể nhìn nhau. Nếu như nhìn nhau sẽ làm tổn thương cô Dương của con. Chú Lâm, chú cũng đừng quá bi quan. Cô Dương là một người rất hiền lành. Con nghĩ là cô ấy có lẽ là cần thêm một chút thời gian. Con tin rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ tha thứ cho chú, để cho chú và Dương Sáng nhận nhau. Hy vọng là vậy. Nhiều năm như vậy rồi chú chưa từng nói với bất kỳ ai về chuyện này. Cũng không biết tại sao hôm nay chú lại nói với con. Con có thể hiểu mà. Nhưng mà con cũng chỉ là nghĩ gì nói đó. Con cảm thấy trong lòng của Dương Sáng, Lý Diễn Chinh vĩnh viễn là ba của anh ấy. Điều này không thể thay đổi. Chú biết chứ, chú hiểu rất rõ. Chú so với Lý Diễn Chinh thì thật là quá xấu hổ, quá xấu hổ rồi. Anh ấy rất vĩ đại, cũng rất hoàn mỹ. Bởi chính vì như vậy, từ tận sâu trong đáy lòng, chú chỉ mong làm việc gì đó cho hai mẹ con họ, xem như là chuộc lại một chút lỗi lầm của mình. Chú có thể nghĩ như vậy thật sự quá tốt. Tôi hôm nay có thể nói ra hết mọi chuyện trong lòng thật sự rất thoải mái. Không ngờ rằng chúng ta có duyên đến như vậy. Con cũng không ngờ. Trò chuyện với chú một lúc con thấy thoải mái hơn nhiều. Được rồi, chú đưa con về tới nhà rồi. Nghỉ ngơi sớm một chút nha. Dạ. Có cơ hội thì sẽ gặp lại lần nữa. Dạ. Cảm ơn chú Lâm đã đưa con về. Đừng khách sáo. Tạm biệt. Tạm biệt con. Tiểu Văn. Tiểu Văn, cuối cùng cũng tìm được em. Gọi điện hoài sao em không bắt máy? Chắc là em không nghe thấy. Em có sao không vậy? Không sao. Vừa rồi cái người đi cùng với em là ai vậy? Hình như anh đã từng thấy qua rồi. Chỉ là một người bạn của em thôi. Sao anh chưa từng nghe em nhắc tới ta? Em cũng mới quen biết mà thôi. Những lời ông nói với Liễu Thi Văn tôi đều đã nghe hết. Nói thật là không khác gì quyển tiểu thuyết dài nhiều kỳ, cảm động đến rơi nước mắt. Đặc biệt là đoạn nói đến Dương Sáng bị bệnh phải nhập viện, ông lén lút đi thăm cậu ấy nhưng lại không thể đến gần cậu ấy, khiến tôi suýt chút nữa không cầm được nước mắt. Ông Lâm, thực ra ông là một tiểu thuyết gia rất giỏi. Ý của cô là gì? Cô nghĩ tôi đang nói dối sao? Lâm tổng,
Dương Sáng thực sự là... Cô mãi mãi không bao giờ có thể hiểu được cảm giác của một người cha không thể nhận được con. Cô có biết hay không, khoảng cách giữa tôi và Dương Sáng không phải là Dương Ái Bình mà là thân phận của tôi. Dương Sáng là con trai tôi, trên người nó chảy dòng máu của tôi, nhưng tôi không thể giống như những người cha bình thường khác, có thể đường đường chính chính ngẩng cao đầu để yêu thương nó, để quan tâm nó hay chăm sóc cho nó. Cô có biết cảm giác nó đau lắm hay không? Quả bao mà. Nam Ẩn giống như vừa đánh xong một trận chiến. Cô ấy đặc biệt muốn gặp Kiếm Phong ngay lập tức, kể lại cho Kiếm Phong nghe những chuyện mà cô ấy đã trải qua đêm nay. Mời vào. Kiếm Phong, mấy cái ý hay ho của anh khiến em khó chịu chết được. Kết quả thế nào? Vốn dĩ em muốn tác hợp Dương Sáng và Liễu Thi Văn, không những không tác hợp được mà còn khiến mọi người không vui. Đáng lẽ em không nên đi. Tại sao lại không tác hợp được chứ? Dương Sáng luôn một mực từ chối, anh ấy không đồng ý yêu cầu đính hôn với Liễu Thi Văn của mẹ mình. Em thực sự không biết phải làm sao, chỉ có thể khuyên răn cậu ấy. Hơn nữa em cũng đã nói thẳng mọi chuyện với cậu ấy. Em đã nói gì với cậu ấy? Em nói là không cần biết anh ấy đối với em có tình cảm gì. Hai người chỉ có thể là bạn, là đồng đội. Nghe em nói như vậy, tình cảm của Dương Sáng đối với em rất là sâu đậm, chí ít cũng vượt qua tình cảm đồng đội bình thường. Em nghiêm khắc với cậu ấy như vậy sẽ tổn thương cậu ấy rồi đó. Dương Sáng là một người xuất sắc, anh không muốn cậu ấy vì chuyện này mà mang gánh nặng về tư tưởng. Nếu thật sự là như vậy, những người làm lãnh đạo chúng ta cũng thật thiếu tình người rồi. Tình người? Không lẽ tình cảm có thể dùng tình người để giải quyết sao? Kiếm Phong, không lẽ anh không để ý chuyện anh ấy dành tình cảm cho em sao? Anh làm sao có thể có suy nghĩ đó chứ? Vậy rốt cuộc suy nghĩ của anh là thế nào? Có phải anh không còn yêu em nữa không? Tại sao đột nhiên em lại hỏi anh câu hỏi này? Anh trả lời đi. Đương nhiên anh yêu em rồi. Anh yêu em, tại sao lại không cầu hôn em? Không phải anh đã từng nói là vì anh nghĩ cho em sao? Không phải em luôn muốn được ở lại đội đặc nhiệm sao? Đó là lúc trước. Lúc đó Dương Sáng vẫn chưa trở thành thành viên chính thức của đội đặc chiến. Em nhất định phải thực hiện lời hứa của mình. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, anh ấy đã là thành viên chính thức của đội đặc chiến. Tại sao anh vẫn còn chưa chịu cầu hôn em? Anh không biết em luôn chờ đợi anh sao? Anh muốn đợi em, đợi em sau khi bình tĩnh lại chúng ta mới nói chuyện này có được không? Lệ Kiếm Phong, em đã đợi anh 5 năm rồi, anh còn muốn em đợi bao lâu? Không lẽ nói câu đó khó lắm sao? Giữa hai chúng ta còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết mà. Em cho anh một chút thời gian đi có được không vậy? Không phải em không cho anh thời gian, em có thể đợi anh. Dù phải đợi anh hết cả đời này em cũng đồng ý, anh hiểu không? Kiếm Phong,
Thật ra việc em không chịu nổi là giữa hai chúng ta cứ như bị ngăn cách bởi một bức tường. Anh đem mọi tình cảm của mình chôn giấu vào trong lòng, không để cho em biết. Có lúc em cảm thấy anh giống như một người lạ, trở thành một người hoàn toàn khác. Anh không thay đổi, anh vẫn là anh mà. Anh đã thay đổi. Kể từ khi anh đi nằm vùng trở về, anh đã thay đổi rồi. Anh trở nên lạnh nhạt, trở nên cố chấp, trở nên không muốn tiếp xúc với ai. Kiếm Phong, sau lần đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh có thể nói với em không? Những gì cần nói anh đều nói hết rồi. Em còn muốn anh nói cái gì nữa đây? Em biết anh luôn che giấu em. Nếu không, anh sẽ không mất ngủ từ đêm này qua đêm khác. Anh cũng sẽ không lái xe ra ngoài vào lúc nửa đêm. Em theo dõi anh à? Là em quan tâm anh. Em nhìn thấy anh đau khổ như vậy, trong lòng em cũng rất đau. Kiếm Phong, anh nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh không cần ai thương hại, anh không cần bất kỳ ai đau khổ giùm anh. Anh không cần. Kiếm Phong, anh sao vậy? Anh để em xem. Em đi. Đi đi. Kiếm Phong. Đi đi. Em không đi. Em phải xem. Đi anh. Đi mà. Kiếm Phong. Đi ra ngoài đi. Kiếm Phong. Đi đi. Kiếm Phong, anh mở cửa đi. Kiếm Phong, anh mở cửa ra đi. Kiếm Phong, em còn có chuyện muốn nói với anh. Anh mau mở cửa đi. Kiếm Phong à, anh có nghe thấy không? Kiếm Phong. Làm sao anh ấy có thể nói những lời như vậy? Không được, bây giờ tôi đi tìm ảnh. Vũ, cô đừng đi. Không trách ảnh. Nam Ẩn, cô chịu đựng anh ấy nhiều quá rồi, sao có thể ức hiếp người đến vậy? Cô đợi đó. Thạch Vũ, có chuyện này tôi phải nói với cô. Là chuyện gì? Kiếm Phong luôn che giấu việc sử dụng thuốc an thần. Thuốc an thần? Anh ấy sử dụng bao lâu rồi? Tôi không biết. Ngày hôm trước tôi mới phát hiện ở trong phòng anh ấy. Tại sao cô không nói sớm với tôi? Tôi sợ sẽ ảnh hưởng anh ấy. Ảnh hưởng anh ấy? Tôi lo lắng sau khi cấp trên biết được sẽ điều anh ấy đi. Cô biết là đội đặc chiến là trụ cột tinh thần của anh ấy. Tôi sợ Kiếm Phong sẽ không chịu nổi. Cô nghĩ rằng làm như vậy là tốt cho anh ấy sao? Cô làm như vậy là hại anh ấy. Loại thuốc an thần này có tác dụng phụ rất mạnh. Sử dụng trong thời gian dài sẽ phụ thuộc vào thuốc tổn thương hệ thần kinh, sẽ hủy hoại anh ấy hoàn toàn. Thạch Vũ, cô nhất định phải giúp anh ấy. Được rồi, việc này tôi cũng có trách nhiệm. Là do tôi sơ ý. Tôi quá tin tưởng ảnh, nghĩ rằng ảnh không sao. Thì ra ảnh luôn làm chiếu lệ bài kiểm tra tâm lý của tôi. Bác sĩ Thạch, hôm nay chỉ làm tới đây thôi. Tôi còn có nhiệm vụ cần phải làm, tôi đi trước đây. Kiếm Phong, tôi có một vấn đề cần thỉnh giáo anh. Cô nói xem. Anh cảm thấy trong lúc tác chiến điều gì là quan trọng nhất? Tất nhiên là lòng tin. Tổ chức của người lính tuy rằng quan trọng, nhưng để phòng chống khủng bố không thể đơn thân độc mã, mà phải hợp tác chặt chẽ. Cho nên chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối mới có thể phối hợp tiêu diệt kẻ thù. Nói có lý lắm. Thật ra đâu chỉ có trong đội đặc chiến, giữa người với người điều quan trọng nhất cũng chính là lòng tin. Bạn bè với nhau, người yêu với nhau, thậm chí là giữa bác sĩ và bệnh nhân.
nghe cô nói hình như là có ẩn ý. Nói đi bác sĩ Thạch, cô muốn nói chuyện gì? Tôi rất thích nói chuyện thẳng thắn, không thích nói vòng vo khó hiểu. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Lần này anh điền bài trắc nghiệm tâm lý so với bài trắc nghiệm kỳ trước giống nhau đến mức kỳ lạ. Vậy sao? Có thể là trùng hợp thôi. Nhưng cũng có thể là một tình huống khác. Thật ra những bài trắc nghiệm này đối với một người huấn luyện đội đặc chiến nghiêm khắc như anh mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Tôi muốn anh biết hàm ý trong bài trắc nghiệm tâm lý ở phía sau. Anh chỉ đang sao chép đáp án tiêu chuẩn từ trước mà thôi, hoàn toàn không phải đáp án trong lòng của anh. Cô cảm thấy dựa vào một bài trắc nghiệm có thể hiểu hết nội tâm của một người hay sao? Tôi khuyên cô đó, đừng quá tin vào mấy kiến thức lý luận ở trong sách vở nữa. Cô sống không bao giờ giống như cô tưởng tượng đâu. Cuối cùng hôm nay anh cũng đã nói thật lòng. Anh và phần lớn mọi người đều cảm thấy bác sĩ tâm lý trong quân đội chỉ là người vô dụng. Tôi không có ý nói như vậy. Huống hồ không phải mỗi ngày tôi đều phối hợp với cô hay sao? Bề ngoài anh phối hợp với tôi, nhưng thật ra anh chỉ là đang đối phó thôi. Nếu như cô đã nói vậy rồi, tôi cảm thấy như chúng ta không cần phải lãng phí thời gian. Kiếm Phong, anh nghĩ là dùng thuốc an thần có thể chữa khỏi bệnh mất ngủ của anh sao? Tôi không biết cô đang nói chuyện gì nữa. Anh còn muốn che giấu đến bao giờ nữa? Không lẽ đợi đến khi thuốc an thần hủy hoại hoàn toàn cơ thể của anh mới chịu thừa nhận sao? Một người mạnh như thế nào cũng không phải là sắt đá, cũng chịu tổn thương tinh thần. Anh nhất định phải đối diện với nó. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi nghĩ là cô đã hiểu lầm rồi. Tôi không hề uống thuốc an thần gì hết. Nếu như anh không phối hợp trị liệu với tôi, vậy tôi chỉ có thể báo cáo tình trạng của anh lên cấp trên thôi. Cô muốn làm gì? Muốn uy hiếp tôi có đúng không? Không phải là uy hiếp. Đánh giá khách quan tình trạng tâm lý của mỗi thành viên trong đội đặc chiến, đặc biệt là đội trưởng. Kịp thời ngăn chặn hiểm họa ảnh hưởng sức khỏe chiến đấu của đội là trách nhiệm của tôi. Cô nghĩ rằng cô là ai? Hả? Xem mấy cuốn sách, đeo lên mấy chiếc danh, cô cảm thấy mình là bác sĩ tâm lý thật hả? Hả? Tôi hỏi cô, tôi có lơ là công việc của mình chưa? Tôi có ảnh hưởng nhiệm vụ của tôi không? Cô còn chế gì của tôi chưa đủ nhiều sao? Hả? Còn ở đây thêm phiền phức giùm tôi. Tôi có bệnh hả? Tôi thấy cô mới là người bệnh. Cô bị bệnh quan tưởng. Cô xem bệnh cho tôi xem bệnh cho cô mới đúng đó. Nít tránh mà bày đặt. Lúc tôi bắt đầu tham gia chiến đấu, cô còn chưa tốt nghiệp tiểu học. Đúng là nực cười. Anh không cảm thấy những lời nói này của anh chứng tỏ anh là người có bệnh sao? Cô nói lại một lần nữa coi. Nói lại một lần nữa coi. Anh bệnh rồi. Chỉ có bị bệnh mới nói như vậy với bác sĩ thôi. Kiếm Phong, anh làm gì vậy? Hay nè, anh ấy nổi nóng rồi. Chuyện gì vậy? Cô có sao không? Tôi không sao. Tôi chỉ đang thực hiện trách nhiệm của một bác sĩ thôi. Anh có biết không, anh đã ở đây mở to mắt như lại ngủ thiếp đi.
Tình trạng của Kiếm Phong thật sự nghiêm trọng đến vậy sao? Tôi vừa đi đến bệnh viện tổng cục tư vấn một số chuyên gia ở đó. Họ nói đây là triệu chứng rối loạn điển hình sau chấn thương. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ tổn hại nghiêm trọng sức khỏe của anh ấy. Chúng ta quá sơ ý rồi. Anh ấy nằm vùng trong tổ chức Hắc Nhật nhiều năm như vậy, nhất định là đã chịu dày vò tổn thương rất nhiều. Đội trưởng Lục, tôi đề nghị lập tức cho anh ấy tiếp nhận tâm lý trị liệu để anh ấy có thể dưỡng bệnh một thời gian. Đó là cách tốt nhất hiện nay. Nhưng tình hình của anh ấy, tôi nghĩ cô cũng hiểu rõ. Anh ấy là người từng đoạt giải quán quân trong cuộc thi đấu đại hội toàn quân, đã từng tham gia rất nhiều chiến dịch phòng chống khủng bố, lập được rất nhiều chiến công. Nói thẳng ra là anh ấy có ý thức mạnh mẽ về danh dự của một người lính. Lúc này cô muốn anh ấy rời khỏi đội để dưỡng bệnh, có phải là dội một gáo nước lạnh vào người anh ấy không? Đúng là có thể sẽ như vậy, nhưng ngoại trừ cách này ra không còn cách nào khác. Nếu như tiếp tục chậm trễ, việc điều trị cho anh ấy sẽ hủy hoại cả sự nghiệp quân nhân của anh ấy. Được, vậy tôi sẽ lập tức báo cáo với chỉ huy trưởng việc này. Cô mau chóng thiết lập phương án trị liệu, mang lên đây. Rõ. Thế nào, cậu có suy nghĩ gì không? Chỉ huy trưởng, chúng ta có thể không cần đi trị liệu có được không vậy? Chỉ cần trị liệu ở trong đội là được rồi. Không được. Vậy kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa cho tôi 3 tháng, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện đội đặc chiến. Không được, dù một ngày cũng không được. Tôi đi dưỡng bệnh 3 tháng, chẳng phải kế hoạch huấn luyện của tôi đổ sông đổ biển hết rồi hay sao? Khiến cho đội đặc chiến Thần Ưng trở thành đội đặc chiến đứng đầu thế giới chính là nhiệm vụ của tôi. Nhất định tôi phải hoàn thành nhiệm vụ này bằng mọi giá mới được. Cậu la hét gì với tôi vậy? Tôi có thể cho cậu thời gian 3 tháng. 3 tháng sau, nếu như cậu ngã bệnh, ai sẽ chỉ huy Thần Ưng hả? Thế nào, muốn xuất ngũ sao? Không muốn làm nữa à? Để cậu đi điều dưỡng không phải từ bỏ cậu, mà là phó thác trọng trách cho cậu sau này, chỉ huy cho thật tốt. Cậu hiểu chưa? Bây giờ cậu không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần điều trị cho thật tốt, sớm ngày quay trở lại. Dạ. Đi đi. Đi đi. Dạ. Để tôi. Cảm ơn anh. À, không có gì. Đi hướng nào? Đi. Bây giờ. Anh xem, có đẹp không? Hoàng hôn ở trong núi, chim bay lượn lờ trên không, lòng chất chứa tình ý, không sao nói nên lời. Nơi này thực sự là thế ngoại đào viên. Sao nhìn anh giống như tận thế vậy? Phong cảnh đẹp như vậy, anh không có cảm xúc gì sao? Cũng không biết luyện tập đối kháng như thế nào rồi. Nè, đưa điện thoại cho tôi, để tôi gọi điện cho Nam Mẫn hỏi xem thế nào. Anh không được nghĩ đến những việc đó. Ê, cô không những quản tôi mà muốn quản suy nghĩ của tôi hay sao? Đương nhiên là tôi không quản được, nhưng tôi phải nhắc nhở anh. Anh sớm hồi phục, chúng ta sẽ sớm trở về. Anh hồi phục trễ, tôi cũng không sao cả. Dù sao ở đây được ăn ngon, được mặc đẹp, thoải mái hơn ở trong đội đặc chiến nhiều. Cô nói đến đây để trị liệu cho tôi. Theo tôi thấy, cô đến đây để chơi thì đúng hơn đó. Anh mới biết sao?
Kiếm Phong, nghỉ ngơi một chút. Nửa tiếng nữa đến giờ ăn cơm, tôi sẽ gọi anh nha. Cô khoan đã, mau trả điện thoại cho tôi. Tôi muốn gọi điện thoại. Điện thoại có thể đưa cho anh, nhưng mà không có tín hiệu. Nơi này là thâm sơn cùng cốc mà. Cô đúng là một nhân vật tầm cỡ đó. Không có tín hiệu. Nơi này sao có thể không có tín hiệu? Cô gạt ai vậy hả? Cô bỏ quên túi ở nhà tôi. Cảm ơn. Hôm đó tôi không nên nói mấy lời đó với cô. Tôi xin lỗi. Cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi. Nếu vậy chúng ta sẽ vẫn như trước. Ừ. Ừ. Vậy tôi đi nha. Tạm biệt. Rốt cuộc mày lại, có phải đội đặc chiến phải bày tới không? Tôi tên Lưu Dĩ, đội đặc chiến gì? Tôi không hiểu anh đang nói gì hết. Dám ngoan cố, đồng bọn của mày đã khai rồi. Mày là do đội đặc chiến phải tới. Tôi tên Lưu Dĩ, tôi không biết đội đặc chiến gì hết. Các anh nhất định đã nhầm người rồi. Vậy thì cứ từ từ hưởng thụ đi. Đội trưởng. Đội trưởng. Đội trưởng. Đội trưởng. Đội trưởng. Đội trưởng. Tôi không phải đặc vụ. Tôi không phải đặc vụ. Tôi là Thạch Vũ nè. Tôi không phải đặc vụ. Tôi không phải. Tôi không phải mà. Tôi không phải. Nè, anh uống thuốc đi. Năm năm nay, trải nghiệm nào tôi cũng nếm qua hết. Nhưng mà đau đớn nhất chính là tôi chưa từng được ngủ thật sự. Bởi vì mỗi một góc độ đều có thể bị sơ hở. Cho nên cứ vào mỗi buổi tối, tôi chỉ có thể giả ngủ.
Nhìn thấy tưởng là tôi ngủ. Thật sự là vẫn chưa. Rất đau khổ, cô có biết hay không vậy? Cô nghĩ cái gì không ngủ mà tôi cũng chịu đựng được, thì bây giờ còn gì mà tôi không thể vượt qua? Bác sĩ nói cô nhất định giúp tôi. Nói trắng ra, cô phải giúp tôi viết xạo vài câu để kết quả điều trị của tôi được thông qua. Tôi không thể lãng phí thời gian của mình ở đây được nữa đâu. Tôi phải báo thù. Tôi phải báo thù, cô có biết hay không? Tôi muốn dùng tinh thần bất khả chiến bại của mình đi trả thù. Bác sĩ Thạch, dù gì cô cũng đã biết hết những chuyện tôi từng trải qua. Cô cũng là bạn thân của Na Mẫn, thì cô phải biết lý do tại sao tôi lại trở nên như vậy. Cô phải thấu hiểu cho tôi. Cô phải giúp tôi. Để tôi chết ở trên chiến trường chẳng phải tốt hơn sao? Cớ gì phải quay về đây chứ? Đội trưởng, xin lỗi, tôi không thể giúp anh. Tôi không thể viết sai sự thật. Không đúng. Ánh mắt của cô nói với tôi rằng cô đã bị tôi thuyết phục. Cô là một cô gái tốt, cô rất hiền lành. Tôi tin nếu như không có cô, Na Mẫn cũng sẽ không kiên trì tới hôm nay. Tính ra cô chính là ân nhân của hai chúng tôi đó. Hả? Đội trưởng, tôi đảm bảo với anh, tôi nhất định đưa anh quay trở về đội đặc chiến. Xin anh hãy tin tôi, tôi nhất định sẽ làm được. Tôi cũng đảm bảo với cô rằng tôi tuyệt đối không uống thuốc an thần nữa đâu. Rồi. 10 vòng rồi. Chạy được bao nhiêu? Được 240 cây. Nè, tôi đi đổ xăng một chút rồi chạy 10 vòng nữa, thấy được không? Thoải mái không? Sướng chết, được quá đã luôn. Nè, chờ tôi đó, tôi quay lại ngay. Chú ý an toàn nha. Được thôi. Alo, Nam Mẫn. Thạch Vũ, Kiếm Phong hiện giờ sao rồi? Ừ, điều trị đã có đột phá lớn. Thật sao? Hôm qua mình giảm thuốc cho anh ấy, mình lấy liều 1.0 đổi còn 0.5 thôi, còn kê thêm 2 viên canxi cho anh ấy. Hôm nay anh ấy không có phản ứng xấu, trạng thái tinh thần vẫn rất tốt. Tốt quá rồi. Nè Thạch Vũ, mình phát hiện cậu càng ngày càng mát tay như qua đà tái thế. Còn phải nói, mình nói cậu nghe, mình phát hiện đội trưởng rất trẻ con, anh ấy cực kỳ thích chơi với con nít. Sau này hai người nếu mà kết hôn rồi, anh ấy sẽ là một người cha tốt. Vậy nha, anh ấy tới rồi, mình cúp máy đi. Được. Làm gì đó hả? Gọi điện cũng lén lút là sao? Nè, nói nghe nè Thạch Vũ, cô coi cuộc sống của tôi chẳng phải quá xa xỉ hay sao hả? Ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn. Cuộc sống vậy có khác gì một đứa trẻ đâu chứ. Thời gian của tôi thời gian của tôi đi đâu mất rồi hả? Cô có chắc không cách sống như vậy sẽ giúp ích cho việc điều trị của tôi sao hả?
Nếu đội viên của anh cứ hỏi anh việc tập luyện của anh có ích không, anh sẽ trả lời như thế nào? Còn phải nói nữa sao? Tăng cường tập luyện hả? Cách tốt đó. Chúng ta một lát nữa có kế hoạch khác, mau mau đi thôi. Còn kế hoạch gì nữa? Karaoke. Karaoke? Mới sáng sớm ra, nắng đẹp như vậy, hai người chúng ta trốn trong nhà hát karaoke sao? Ai nói sáng sớm thì không được hát karaoke? Hơn nữa tôi đến còn có kế hoạch khác nữa. Buổi tối còn kế hoạch gì nữa? Tập yoga. Tập yoga? Tôi không biết. Yoga có cái gì khó đâu. Anh là đội trưởng của đội đặc chiến thần ưng, có cái gì mà không học được. Tôi đi thay đồ trước, anh đưa xe qua bên đó đi. Đi thật sao? Được được được, xin tuân lệnh. Chờ tôi nha. Cô ơi. À, thì dặn. Lúc nãy con đã hỏi bác sĩ, thuốc này cực kỳ tốt với bệnh của cô đó. Ông Lâm không có nói dối, nhưng mà con cũng phải nói tiếng xin lỗi cô. Con tự tung tự tác, lỡ nhận hết mớ thuốc này rồi. Ông ấy kể hết chuyện trước đây cho con nghe rồi à? Ừ. Chuyện của Dương Sáng cũng kể cho con nghe rồi. À, nhưng mà con nói với ông ấy trong lòng của Dương Sáng, Lý Diễn Trinh mãi mãi là ba của anh ấy. Vậy ông ấy nói sao? Ông ấy nói điểm này ông ấy hiểu, cũng không có ý muốn thay thế Lý Diễn Trinh. Ông ấy chỉ muốn làm chút chuyện cho cô và Dương Sáng, chỉ sợ mấy chuyện nhỏ này không thấm vào đâu. Cô Dương à, con tiếp xúc với ông ấy vài lần, con thấy con người này cũng rất là thật lòng đó. Có câu quay đầu là bờ, nếu ông ấy thật lòng có ý hối cải, cô cũng có thể tha thứ cho ông ấy. Thì rằng à, con là một đứa trẻ hiền lành, chỉ sợ biết người biết mặt không biết lòng. Con hiểu ý của cô, nhưng mà đường xa biết sức ngựa, ngày dài rõ lòng người. Chúng ta cứ đợi coi kết quả đã. Với lại, con thấy con người biết thay đổi mà. Chúng ta cứ coi như cho ông ấy một cơ hội thay đổi. Cô nói coi, bây giờ thuốc người ta cũng gửi rồi, cũng là chút tấm lòng của người ta. Cô cứ nhận đi. Được rồi. Cô đồng ý rồi hả? Ừ. Vậy con mở ra nha. Alo Lâm tổng. Dương Ái Bình đã uống thuốc rồi. Ý tốt của ông bà ấy đã nhận rồi. Ừ, tốt lắm. Tới rồi hả? Ờ. Mấy giờ rồi? 2 giờ rồi. 2 giờ? Sao trời còn sáng vậy? 2 giờ chiều mà, trời đương nhiên sáng rồi. Tôi thấy anh ngủ ngon như vậy nên không đánh thức anh. Đói bụng chưa? Thật sự không ngờ ngủ được lâu tới vậy đó. Bữa sáng bữa chiều ăn chung một lần luôn hả? Giấy ra gì? Tôi hết bệnh rồi sao? Báo cáo đánh giá tâm lý của anh đã có. Anh đã hoàn toàn hồi phục, có thể xuất viện rồi. Thạch Vũ à, cảm ơn nha. Còn nữa nè, đây là vé máy bay, anh có thể về đội rồi. Thật sao?
Thạch Vũ, Thạch Vũ thật đó, cô là vị cứu tinh của tôi. Để tôi coi. Xuất sắc quá, cô cự lắm đó. Cảm ơn nhan Thạch Vũ. Phải trịnh trọng nói một câu cảm ơn với cô mới được. Chỉ huy trưởng, đội trưởng Lục, sao phải đích thân ra đón tôi vậy? Mới đó mà đã hồi phục, quay trở về đội đặc chiến rồi. Chẳng trách sao chúng ta lại đạt được thắng lợi chống khủng bố lớn như vậy. Muốn nói chiến thắng thì phải cảm ơn Thạch Vũ. Cảm ơn bác sĩ Thạch là cô ấy đã giúp tôi hồi phục đó. Thạch Vũ à, cô lập được công lớn cho chúng ta. Tất cả đội viên ở trong đội phải cảm ơn cô. Chỉ huy trưởng, có phải ông cũng nên phát cho tôi một huy chương không? Đương nhiên. Đội chống khủng bố trước giờ thưởng phạt rõ ràng. Tới lúc đó tôi sẽ đích thân trao tặng cô. Đội trưởng, anh phải làm chứng đó. Đây chính là miệng chỉ huy trưởng nói nha. Chắc chắn rồi. Cô về sẽ không báo trước với tôi một tiếng? Tôi muốn làm cô ngạc nhiên mà. Ê, Kiếm Phong đâu? Anh ấy sao rồi? Tình trạng của anh ấy vẫn chưa khởi sắc, cho nên phải tiếp tục tiếp nhận điều trị. Sao lại như vậy được? Còn cần phải bao lâu? Ước tính sơ bộ khoảng 10 năm. 10 năm? Ngớ người luôn hả? Cái đồ lừa gạt này, mới vậy đã dám gạt tôi. Nè, cô muốn làm cơ sở tới chết luôn sao? Nè, nè, người ta có thể đang đợi cô đó. Anh ấy đang ở đâu? Cô đoán có thể ở đâu? Ê, từ từ đã. Kiếm Phong. Nam Mẫn. Cuối cùng anh cũng về rồi. Phải, anh đã trở về. Anh về sao không đến tìm em? Chạy ra đây làm cái gì? Anh đang tìm cục đá. Cục đá thuộc về hai chúng ta, nhưng mà nãy giờ vẫn chưa tìm ra. Không cần phải tìm nữa. Lúc anh đi nhận nhiệm vụ, em đã lấy nó đi rồi. Giữ gìn cho tới giờ. Nam Mẫn à, em có đồng ý lấy anh hay không? Đồng ý. Em đương nhiên đồng ý. Đội trưởng. Đội trưởng. Tôi đem cơm tới rồi nè. Ờ, mau qua đây ăn đi. Món ăn hôm nay chắc chắn là rất ngon luôn. Cô sao vậy?
Sao như người mất hồn vậy? Giờ cả đống giấy quăng đầy sàn. Gì vậy? Sáng tác hả? Khi nào sẽ trở thành tác giả lớn đây? Tác giả lớn cái gì? Tôi viết đơn xin chuyển công tác. Ồ. Thạch Vũ. Ừ? Tôi biết tôi không nên do dự, nhưng tôi có chút không cam tâm. Ừ, cũng dễ hiểu thôi. Dù gì cô cũng ở đây phấn đấu 10 năm trời. Đội đặc chiến đã ngấm vào trong máu của cô rồi, khó thể tách rời. Nhưng mà Nam Mẫn à, là một bác sĩ tâm lý, tôi thấy cô hy sinh như vậy vì anh ấy rất xứng đáng. 5 năm là ếch ngồi đáy giếng, anh ấy đã bị cầm tù quá lâu rồi. Phải có người cho anh ấy hơi ấm, cho anh ấy dựa vào. Người có thể cổ vũ cho anh ấy chỉ có cô. Trong lòng của anh ấy, cô chiếm một vị trí không ai có thể thay thế được. Ừ, tôi nghe lời cô. Được rồi, đừng có do dự nữa, mau viết đơn nộp lên cấp trên. Còn tôi sẽ ngồi đợi làm phụ dâu. Em biết không Nam Mẫn, từ khoảnh khắc anh tiếp nhận nhiệm vụ làm tay trong thì anh cứ nghĩ giữa hai chúng ta coi như kết thúc. Bởi vì lúc đó anh phải diễn một vai từ bỏ tín ngưỡng, nhờ vai một kẻ phụ tình bỏ rơi người yêu. Em có hàng ngàn lý do để rời xa anh, nhưng mà điều khiến anh không thể ngờ là em đợi anh 5 năm trời. Trên chiến trường, từ giây phút chúng ta chạm mặt nhau, em đã đem tất cả những hiểu lầm ném khỏi 9 tầng mây. Thật đó Nam Mẫn à, anh thật sự không ngờ đó. Không phải anh không muốn kết hôn, anh đương nhiên muốn. Chỉ là anh không muốn em khổ, em hiểu không? Dù gì em cũng không thể rời bỏ đội đặc chiến. Vậy được, anh sẽ chờ em 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn, anh cũng có thể chờ mà. Kiếm Phong, một khi em đã đồng ý với anh thì em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng mà như vậy có được không? Em yêu đội đặc chiến tới vậy, đội đặc chiến cũng cần em mà. Cũng phải có người hy sinh chứ. Nếu so lại mà nói, đội đặc chiến cần anh hơn. Vì anh, em đồng ý rời bỏ. Em rất thích chỗ này. 5 năm không có anh bên cạnh, em luôn mơ về chỗ này. Em cứ nghĩ tới cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta, cảnh tượng anh đưa em tới nơi này. Nam Mẫn, Lệ Kiếm Phong anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để đền đáp cho em. Nam Mẫn, đơn xin chuyển của cô đã được duyệt. Cấp trên quyết định điều cô tới cục chỉ huy cục tình báo công tác. Đơn xin điều động công tác đã duyệt. Cảm ơn đội trưởng Lục. Thật ra tôi không đành để cô đi. Một đội viên nữ ưu tú như cô trong đội đặc chiến không nhiều, nhưng mà trong bộ đã quy định cô và Kiếm Phong phải có một người rời đi. Tôi hiểu mà đội trưởng Lục. Anh ấy là đội trưởng đội đặc chiến thần ưng, lại có nhiều kinh nghiệm, đội cần anh ấy hơn. Cho nên người rời khỏi đương nhiên phải là tôi. Tôi cũng rất hiểu cô làm vậy là vì anh ấy. Nhưng mà chuyện này nhìn theo một góc độ khác lại là chuyện tốt. Tuy cô không còn nằm trong đội đặc chiến, nhưng chúng ta vẫn trong cùng một đơn vị. Cô không có rời khỏi chúng tôi. Điều quan trọng nhất là cô và Kiếm Phong bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng có hồi kết. Tôi cũng thấy vui lây cho hai người. Đi báo cáo đi. Sau khi báo cáo, còn phải đi chuẩn bị cho hôn lễ nữa. Đội trưởng Lục,
chuyện hôn lễ này nên để anh ấy chủ động thì hơn. Phải, chuyện này cứ để tôi lo. Có gặp khó khăn gì cứ việc gọi cho tôi. Dạ. Anh bắn nhầm bia cũng không nên nhầm như vậy. Bắn lên bia tập của tôi rồi. Bắn nhầm bia tập thì vẫn có thể chỉnh lại. Đời người mà đi sai đường không dễ sửa lại như bia tập. Anh nói ai vậy? Ai nhột thì biết liền. Anh cũng to gan lắm, dám nói tôi như vậy. Tôi khách sáo với cô đủ rồi. Lúc đầu khi tôi bỏ trốn cô đâu có khách sáo như vậy. Bớt trách cứ tôi lại đi. Tôi đi bắt kẻ đào ngũ. Vậy tôi được kẻ đào ngũ. Anh nói tôi sao? Tôi đang nói cô đó. Anh nói rõ hơn đi. Nghe nói báo cáo cô đã nộp rồi, cũng đã được duyệt. Thật đáng tiếc, tôi lại là người biết sau cùng. Anh biết vậy là sớm đó. Báo cáo của tôi cũng đâu cần anh phê duyệt. Duyệt hả? Tôi nhất định sẽ xé nó. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi không đồng ý. Anh không bị điên chứ? Phải. Tôi không chịu cũng vô ích. Cô có lý do nộp đơn, lãnh đạo có lý do duyệt của lãnh đạo. Vì tình yêu của cô mà. Có gì sai sao? Vậy không sai, nhưng tôi thấy khó chịu. Bất cứ ai làm vậy đều không sai. Nhưng Nam Mẫn, cô không được làm vậy. Vì cô trong lòng tôi không phải là người như vậy. Được rồi, đừng đứng ở đây la lối. Mình tìm nơi nào đó nói chuyện đi. Đừng tập nữa, qua đây. Qua đây. Làm gì vậy? Trời ơi, qua đây, mau lên. Mau lên. Nhìn bên kia kìa. Chẳng phải là Nam Mẫn và Dương Sáng sao? Chuyện gì? Anh đang ngốc thiệt hay là giả ngốc vậy? Thời điểm quan trọng nên ra tay thì phải ra tay thôi. Ra tay gì mới được chứ? Cả hai người đã đi hết 99 bước rồi. Lúc này không thể để sai sót được. Một người là nữ huấn luyện, một người là cấp dưới, sao có sai sót gì được? Đứng yên đi, nhìn đó. Qua đi. Còn nhớ chỗ này không? Lúc là lính đào ngũ, tôi đã bị phạt qua bên tổ nấu ăn. Cô đi tìm con thỏ nên gặp tôi. Đó là lần đầu chúng ta trò chuyện. Chính vì lần đó tôi đã phục cô sát đất. Cũng chính lần đó cô khiến tôi lựa chọn đúng con đường nên chọn. Vậy là tốt rồi. Anh nói đi, sao tôi lại đi sai đường? Cô không nên rời khỏi đội đặc chiến. Cô dám nói mình rời khỏi đội là cam tâm tình nguyện không? Không phải cam tâm tình nguyện. Tôi có lựa chọn khác sao? Là do cô nôn nóng kết hôn hay là do đội trưởng muốn vậy? Anh cảm thấy sao? Tôi thấy đội trưởng không phải là người như vậy. Anh ấy rất đàn ông. Nhất định là cô tự mình đề ra. Phải. Anh ấy là một người đàn ông. Vậy nên tôi sẽ tự nhiên trở thành cô gái nhỏ. Cho nên tôi mới không đồng ý. Tôi không cho là Nam Mẫn cô là cô gái yếu ớt. Giữa hai người phải có một người chịu lép một chút chứ. Chưa kể anh ấy đã chịu nhiều cực khổ như vậy, tôi đâu thể lôi kéo người ta thêm nữa. Anh nói đi. Nói coi tôi phải làm sao đây. Cho anh nè. Cô đưa ống nhòm cho tôi làm gì chứ? Để nhìn rõ hơn một chút. Vậy thì quá đáng quá, khác nào nhìn lén người ta. Hay, nhìn lén cái gì chứ? Đó sẽ là vợ anh, nhìn vợ của mình có gì sai đâu. Tôi không nhìn. Anh không nhìn, anh là kẻ nhu nhược. Qua đây. Qua đây. Để tôi giúp anh nha. À, được rồi, để tôi nhìn. Nhưng cô phải bảo đảm với tôi, làm chứng giúp tôi. Đây là do cô ép tôi nhìn đó. Ép anh cái gì chứ, đây chính là mệnh lệnh. Thạch Vũ, tôi thấy cô cũng nổi bật lắm. Hay để tôi nhìn cô trước vậy? Hay, đừng có giỡn nữa. Mau lên đi.
Anh cũng đừng nổi nóng với tôi nữa. Nói tôi biết, tôi phải làm sao đây? Thật lòng mà nói, nếu chuyện này do đội trưởng đề nghị, tôi không có gì để nói. Nhưng nếu là do cô đề ra, tôi không chấp nhận được. Cô phải biết Nam Mẫn cô ở trong lòng của tôi chính là hình tượng của đội đặc chiến. Nếu cô vì kết hôn mà rời bỏ đội đặc chiến, tôi cảm thấy giống như đào ngũ, khó chịu hơn cả việc giết tôi. Tôi cũng không biết phải làm sao. Có lẽ cô sẽ cảm thấy, thấy tôi rất buồn cười, rất bốc đồng, nói nhiều câu không nên nói. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói, tôi chỉ muốn nói tôi không đồng ý. Cô có thể đưa ra lý do, cô có thể mắng tôi, có lẽ vậy tôi sẽ dễ chịu hơn. Sao rồi hả? Tôi không có tư cách mắng anh. Tôi phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã nói ra những lời tận đáy lòng mình. Cảm ơn tấm lòng thành của anh. Cảm ơn anh hiểu tôi. Nhưng tôi cũng hy vọng anh thông cảm cho tôi. Vì tình yêu, tóm lại phải hy sinh một chút. Tại sao tôi lại yêu Lệ Kiếm Phong? Về mặt này tôi không phải chuyên gia, phương diện này tôi cũng không có kinh nghiệm. Nhưng mà tôi cảm thấy tôi nên yêu anh ấy, tôi nên chăm sóc anh ấy, nên lấy anh ấy. Về điểm này anh có đồng ý không? Dương Sáng, anh biết không, tôi không có anh chị em nào. Tôi coi anh như anh em của tôi. Anh nói tôi biết, anh đồng ý hay là không đồng ý? Đồng ý. Tôi đồng ý. Cảm ơn anh. Anh đã nhìn thấy chưa vậy? Phê duyệt của anh với tôi mà nói rất quan trọng. Đây chính là lần đối đầu giữa tình cảm và lý trí. Dương Sáng biết là phải khống chế tình cảm của bản thân, ủng hộ lựa chọn của Nam Mẫn. Nam Mẫn cũng hiểu rất rõ, chỉ có thể coi Dương Sáng như anh em của mình. Cho dù làm tổn thương Dương Sáng cũng không còn cách nào khác. Cô nhìn Dương Sáng bước đi, cô không rõ lòng mình rốt cuộc là đang lưu luyến hay rầy rứt. Có lẽ phải coi đây là do số mệnh sắp đặt. Lệ Kiếm Phong càng cảm nhận sâu sắc Nam Mẫn và Dương Sáng đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Và tất cả điều này đều chỉ là vì anh. Thấy sao rồi? Tôi tin tưởng Nam Mẫn, tin tưởng Dương Sáng, càng tin tưởng chính mình. Em đi nhiều vòng lắm rồi. Nè, uống ngụm đi. Không được, không được, không được uống rượu. Vậy là anh coi thường em rồi. Đây không phải là coi thường, anh đang mang trọng trách ở trên người, không uống rượu được. Uống có một ngụm thôi anh sợ gì chứ. Cấp trên mà biết anh mất luôn chén cơm này đó. Nè, uống đi. Trời ơi, được, 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 được. Vậy em uống một mình. Thank you.
Ai vậy? Ê, chó sủa có vài tiếng, anh đừng quả lên vậy. Để đi coi một chút, uống trước đi. Ê, ê, ê. Ai vậy? Anh hai, bên này. Đem tên đó vào đi. Dạ. Dạ. Đi. Dậy. Đừng có giết tôi mà. Tôi còn vợ con đi. Của mình nữa. Làm ơn đừng giết tôi. Mật mã số mấy? Tôi không biết. Tôi thật sự không biết mà. Tao nói thêm một lần nữa, tao sẽ cắt đầu của mày. Một chín bảy tám không bảy không chín. Dọn. Dạ. Mau lên, mau lên. Ngát cái gì? Dọn mau. Dạ. Mày làm tốt lắm. Lần sau sẽ tìm mày nữa. Dạ. Cảm ơn anh hai. Nhóc Cường, đứng chờ ra đó làm gì? Mà đi thôi. Vụ cướp lần này đã mất tổng cộng 1.150 kiếp nổ, 240 ký đạn dược. Với lại, bảo vệ kho đạn dược khoáng sơn cũng đã bị sát hại. Đây không phải là vụ án hình sự thông thường. Bị mất biết bao kiếp nổ, biết bao nhiêu đạn dược, lại còn giết người. Đây không chỉ là một hành động nhỏ của thủ phạm. Đặc biệt là thành phố chúng ta đang sắp tổ chức cuộc triển lãm nghệ thuật quốc tế, căn cứ dấu tích để lại, đây rất có thể là một băng nhóm có tổ chức, hoạt động khủng bố có kế hoạch. Cho nên, bằng bất cứ giá nào, phải mau chóng tìm ra những thiết bị nổ bị đánh cắp, dập tắt ngay mối đe dọa. Khi bọn khủng bố chưa mới rục rịch, Bộ Chỉ huy chống khủng bố đã đưa ra phương án khẩn cấp, đội đặc chiến, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dạ. Báo cáo chỉ huy trưởng, tôi có một đề nghị. Nói. Người tên Lý Cường này, trước vụ việc xảy ra làm thời vụ trong kho khoáng sơn, sau vụ việc đột nhiên mất tích, có vẻ đáng nghi nhất. Trong quá trình thu thập thông tin tình báo, phát hiện Lý Cường thường xuyên lên mạng dụ dỗ, mồi chài những cô gái lạ, gạt tình gạt tiền. Bây giờ tôi đã liên hệ thành công với Lý Cường rồi, và bước đầu có được sự tin tưởng của Lý Cường. Tôi muốn thông qua Lý Cường
tìm ra tổ chức khủng bố thật sự. Có thể xem xét. Nhanh chóng tiếp xúc với Lý Cường, cố gắng truy tìm manh mối. Nhưng mà chuyện chọn nội gián rất quan trọng, phải chọn thật là kỹ. Phải chọn một người nắm vững chuyên môn, thông minh quả cảm, còn phải có kinh nghiệm tác chiến thực tế nữa. Ngay lúc này tuyệt đối không được có bất cứ sai sót nào. Rõ. Chỉ huy trưởng, tôi là người phù hợp nhất. Rồi, và bước đầu có được sự tin tưởng của Lý Cường. Tôi muốn thông qua Lý Cường tìm ra tổ chức khủng bố thực sự. Có thể xem xét. Nhanh chóng tiếp xúc với Lý Cường, cố gắng truy tìm manh mối. Nhưng mà chuyện chọn nội gián rất quan trọng, phải chọn thật là kỹ. Phải chọn một người nắm vững chuyên môn, thông minh quả cảm, còn phải có kinh nghiệm tác chiến thực tế. Ngay lúc này tuyệt đối không được có bất cứ sai sót nào. Rõ. Chỉ huy trưởng, tôi là người phù hợp nhất. Ngay lúc này cô không phải là người phù hợp nhất. Tôi nghĩ nên chọn người có đội chống khủng bố. Đội trưởng Lục, tại sao tôi không phù hợp? Từ camera ở hiện trường có thể nhìn thấy, kẻ gây án là kẻ cuồng sát, bảo vệ kho thuốc nổ. Chắc chắn đã cho họ biết mật khẩu, nhưng cuối cùng vẫn bị giết chết. Họ chắc chắn có súng, rất là nguy hiểm. Vậy thì càng phải cho tôi đi. Nói lý do của cô đi. Tôi và người tên Lý Cường này trước đây đã từng nói chuyện qua mạng, qua điện thoại mấy lần rồi. Lý Cường chắc chắn đã quen thuộc giọng nói của tôi. Nếu như lúc này đổi đội viên khác, sẽ làm Lý Cường nảy sinh nghi ngờ, rút dây động rừng. Tôi cũng nói lý do của tôi. Cô và Kiếm Phong chuẩn bị kết hôn, cho nên cô mới bị điều tới tổ tình báo. Lỡ như xảy ra sơ sót. Đội trưởng Lục, anh không cần để ý vấn đề cá nhân của chúng tôi. Bị mất nhiều thuốc nổ như vậy, nếu không nhanh chóng diệt trừ phần tử khủng bố, hậu quả chắc chắn khó lường. Tôi nghĩ Kiếm Phong chắc chắn sẽ ủng hộ tôi. Chỉ huy trưởng, đội trưởng Lục, từ tình hình trước mắt cho thấy Nam Ẩn là lựa chọn chính xác phù hợp nhất. Được, cứ làm vậy đi. Trường Phong, có nhiệm vụ phải hoàn thành, an toàn phải đảm bảo. Rõ. Hành động. Nam Ẩn. Chỉ huy trưởng. Nam Ẩn, phải tuyệt đối chú ý an toàn. Rõ. Gan dạ chắc chắn. Xin lỗi anh. Xin lỗi anh hả? Tại sao lại xin lỗi? Vì em không nói cho anh nghe trước, cũng chưa chịu hỏi anh có đồng ý không, mà đã đưa ra quyết định như vậy. Em đã trả bánh quà cho anh, tức là em muốn để anh ghi bàn rồi. Nếu như lúc đó anh không thể ghi bàn được, em có tha cho anh hay không? Kiếm Phong, anh tốt quá. Nhưng mà đội trưởng Lục nói rất đúng, nhiệm vụ lần này mức độ nguy hiểm rất là cao. Yên tâm đi, được anh bảo vệ, em chắc chắn an toàn. Nam Ẩn à, chuyện này không nói giỡn được đâu. Chuyện nguy hiểm như vậy mà anh vẫn để cho em đi làm, thật sự là khiến cho anh rất đau lòng. Em biết là ở trên đời này anh là người thương em nhất. Mười. 50 ngàn. Tôi cũng vậy. Để coi. Tôi đã nói rất nhiều lần là không được hút thuốc. Cậu muốn chết có phải không chị? Nếu như làm nổ thuốc nổ của tôi sẽ giết chết hết các cậu. Sao lại thiếu đi một người? Lý Cường đâu? Lý Cường đi ba rồi. Đi ba làm chi?
gặp con gái. Lúc này mà đi chơi, cậu quản lý kiểu gì vậy? Lỡ như bị người của đội chống khủng bố theo dõi thì sao? Đi, mau đi tìm cậu ta cho tôi. Dạ, đi đi đi. Ánh mặt trời lệ thành. Sao rồi, đội trưởng Lục? Bên phía sở cảnh sát có tiến triển gì không? Vẫn chưa có. Xem ra tên Lý Cường này cảnh giác cao độ quá rồi. Cũng gần được một tiếng đồng hồ, nhưng mà Lý Cường vẫn chưa xuất hiện. Tôi nghĩ trong tình huống này phải kiên nhẫn chờ đợi. Alo. Alo, là tôi, Lý Cường nè. Các tổ nhỏ chú ý, mục tiêu xuất hiện, đề cao cảnh giác. Nhận tin. Không phải hôm nay anh cho tôi leo cây chứ? Tôi đi làm cả ngày mệt lắm rồi. Nếu như trong vòng 5 phút nữa anh không tới đây, cuộc hẹn của chúng ta sẽ bị hủy. Đừng có nóng mà ha. À, tôi tới rồi đó, đang ở trong phòng chờ cô nè. Anh tới rồi sao không gọi điện nói cho tôi biết? Nè nè nè, nhưng mà làm sao tôi nhận ra cô? Hôm nay tôi mặc một cái váy hoa màu xanh lam, áo khoác màu trắng. À, được 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 được. À, vậy tôi chờ cô nghe. Nam Mẫn có phải không? Lý Cường. Tôi không thể ngờ. Giọng nói dễ thương, người thì xinh đẹp vậy. Nè, tôi đã chờ anh rất lâu, uống hết ly này đi. Được rồi, cô kêu tôi uống bao nhiêu cũng được, uống hết luôn. Đi. Thiên Nhãn gọi 101. Họ đã vào phòng 8938. Bây giờ đã tới lúc chúng ta cùng nhau vui vẻ rồi. Anh định làm gì vậy? Ê, trời ơi, đừng có giả làm thục nữ nữa. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng còn làm gì nữa chứ. Cô né nhanh thật đó, làm tôi té ê ẩm hết người luôn rồi nè. Ai kêu anh không có quy tắc. Qua đây nè. Các tổ nhỏ chú ý, chuẩn bị vây bắt tội phạm. Chính là hắn. Đệ không được đâu đấy. Đại ca, có gì từ từ nói ha. Đại ca, sao muốn bắt em vậy? Bây giờ cậu đi chơi cái, còn tôi ở nhà nghe chửi. Tôi sẽ bắt cậu về nhà, để cho đại ca dạy cho cậu một bài học. Ê, đừng, đại ca. Em xin anh tha cho em có được không? Tha cho cậu hả? Tha cho cậu tôi làm sao nói với đại ca đây? Đi. Đại ca. Còn cô gái này thì sao? Dẫn đi luôn. Đi. Không liên quan tới tôi, tại sao lại bắt đi. Tôi? Đi nè, có gì từ từ nói. Đừng có nói nhiều. 101 gọi Thiên Nhãn, quỷ bỏ dây bắt. Tia chớp yêu cầu dừng vây bắt. Cô ấy muốn từng kế tụ kế, tiếp tục theo dõi. Người này chắc chắn do bọn khủng bố cử tới. Theo dõi họ, chắc chắn tìm ra kho chứa thuốc nổ của họ. Nhưng làm như vậy, tia chớp chắc chắn gặp nguy hiểm. Kiếm Phong, anh đi theo dõi. Dạ. Chuẩn bị xuất phát.
mà báo cho các tổ khác. Báo cáo cụ Phong, chúng tôi bị tàu lửa chặn đường. Cụ Phong đã nghe. 101 gọi cụ Phong, mục tiêu đang chạy về hướng xưởng cơ khí cũ. Anh có thể đi đường tắt để tới đó. Hỗ trợ cho thị chấp. Đã rõ. Đại ca, em thật sự không có tiết lộ thông tin gì hết. Chắc nữa cô nói cho anh Quả Hồ nghe, nói tôi nghe vui thôi. Alo đại ca. Alo, tới đâu rồi? Tụi em đang trên đường về. Sao mà đi lâu dữ vậy? Tụi em không chỉ bắt được Lý Cường mà còn bắt được một cô gái, đưa cổ về luôn. Cô gái? Là cô gái nào vậy? Là cô gái bị Lý Cường dụ. Cô ta rất xinh đẹp nên tụi em giữ lại để... Ngu quá, ai cho cậu đưa chị đi? Em xin lỗi đại ca. Nhìn gì mà nhìn? Dẫn họ lên lầu, phải giết chết họ ngay lập tức. Hả? Hả cái gì mà hả? Kêu cậu giết thì cứ giết. Dạ được được được. Đi. Đại ca, có chuyện gì vậy? Chúng ta đang bị theo dõi. Cô gái vừa mới được dẫn về, thuộc đội chống khủng bố. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Di chuyển thuốc nổ, rời khỏi đây. Dạ. Đi mau. Dạ. Đại ca, đại ca, xin anh, xin anh để tình chúng ta là đồng hương, cho tôi sống có được không hả? Xin anh. Lý Cường, thật xin lỗi cậu nha, cậu không chết tôi sẽ chết đó. Đi coi thử. Dạ. Dạ. Cậu đứng lại. Cậu đi theo tôi bao nhiêu năm rồi? 2 năm. Cậu cảm thấy tôi đối xử với cậu như thế nào? Đối xử rất tốt. Anh giúp đỡ em rất nhiều. Đã tới lúc cậu thể hiện lòng trung thành rồi đó. Đứng lại. Đứng lại, chạy nữa tôi sẽ nổ súng đó. Tia chớp gọi 101, phát hiện hang ổ kẻ địch, yêu cầu chi viện.
chia ra hành động. Rõ. Đứng yên, đồ xấu xa, cô chết đi. Dương Sáng, cô không sao chứ? Không sao. Bên kia, đuổi theo. Bên này. Được. Cô sao vậy? Chân. Ngồi im đi. Được rồi, mặc kệ tôi, đuổi theo. Đi đi, mau. Ở đây có đường hầm. Báo cáo, chúng tôi đã tìm được thuốc nổ. 101 đã nghe. Đội gửi bơm trong vài phút nữa sẽ tới. Hiểu rồi. Có bơm cài trên người. Thông báo tất cả đội viên mau rời khỏi đây. Đi, mau. Tôi xin anh, hãy cứu tôi. Ở nhà tôi còn vợ và con nhỏ nữa. Đồng hồ, đồng hồ, mau ra khỏi đó. Để cho đội gỡ bom xử lý đi. Cụ Phong, đồng hồ yêu cầu kiểm tra hiện trường. Đồng hồ yêu cầu kiểm tra hiện trường. Cụ Phong đồng ý. Chú ý an toàn, hiểu rõ. Tôi xin anh, hãy cứu tôi. Hãy cứu tôi. Hãy cứu tôi. Hãy cứu tôi. Cứu tôi với. Bom độc. Sao không nhìn thấy tia chớp và thiên nhãn? Chắc không xảy ra chuyện gì rồi chứ. Hàng thần, anh có nhìn thấy họ không? Không thấy.
Đồng hồ gọi cụ Phong. Đồng hồ gọi cụ Phong. Nghe rồi, nói đi. Kiểm tra hiện trường hoàn thành. Đồng hồ yêu cầu gỡ bơm, di chuyển người đang bị cài bơm ra ngoài kho hàng trước đã, rồi tiến hành gỡ bơm sau. Không được, chất kích nổ bơm làm bằng thủy ngân, chỉ cần động đậy một chút có thể nổ bất kỳ lúc nào. Anh gì ơi, tôi xin anh đừng bỏ rơi tôi. Tôi xin anh, tôi xin anh đó. Cụ Phong, tôi tự tin gỡ được quả bơm này, cho tôi gỡ đi. Cho phép gỡ bơm. Nghe rõ. Sợ phải không? Sợ lắm. Vậy anh biết đây là cái gì không? Biết chứ, thủy ngân. Anh biết nên làm thế nào rồi chứ? Tôi biết. Tôi biết. Làm thế nào? Không động đậy, ngồi im. Vậy anh đừng có căng thẳng nữa. Hả? Thả lỏng người ra. Phải ngồi im. Biết rồi sao vẫn còn động đậy chứ? Tôi căng thẳng à. Dương Sáng. Dương Sáng. Tôi vào trong coi thử. Các cậu đứng đây chờ đi. Đội trưởng, tôi đi với anh. Tôi cũng đi. Tôi cũng đi. Chấp nhận mệnh lệnh. Bước một người đi sẽ bước một người gặp nguy hiểm. Các cậu đứng ở đây canh gác. Chấp hành mệnh lệnh. Rõ. Nếu anh không kiềm chế cảm xúc, nếu anh tiếp tục sợ hãi run rẩy, cả hai chúng ta không ai sống nổi đâu. Bình tĩnh, hít thở đều. Sao tôi có thể bình tĩnh được? Anh biết đếm cừu hay không? Biết, biết. Vậy thì đếm cừu đi. Một con cừu, hai con cừu. Nhưng mà sao nhiều chuyện phiền phức quá vậy? Hồi nãy không phải anh vừa khóc nói là anh có vợ con hay sao hả? Phải. Anh không muốn gặp lại họ hay không? Muốn. Muốn thì anh phải đếm cừu hả? Ba con cừu, bốn con cừu, năm con cừu, sáu con cừu, bảy con cừu. Như tôi đem cừu xong ngủ quên luôn thì làm sao? Nam Ấn, mau đưa đi bệnh viện, mau. Đúng vậy, hít thở sâu vào, sắp gỡ được rồi. Cụ Phong, gỡ bơm hoàn thành. Anh gì ơi, cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Kiếp sau tôi sẽ trả ơn cứu mạng của anh. Thôi mà,
tôi sẽ trả ơn của mạng của anh. Cảm ơn anh. Chỉ cần thành thật khai báo là được rồi. Cảm ơn anh. Nè, đừng có ôm, đừng có ôm ào. Yên tâm đi, Nam Mẫn đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Tốt quá, tốt quá rồi. Kiếm Phong, Dương Sáng mất tích rồi. Hả? Hồi nãy chúng tôi thấy Dương Sáng nằm trên giường bệnh mà. Đúng vậy. Tôi đã tìm mọi ngóc ngách của phòng bệnh nhưng mà không thấy. Dương Sáng mới thoát khỏi nguy hiểm, đi lung tung chắc chắn có chuyện. Cô đừng quá lo, để chúng tôi đi tìm. Đi thôi. Cô nghĩ Dương Sáng có thể đi đâu? Kiếm Phong, Kiếm Phong. Có chuyện gì vậy? Cô cứ nằm nghỉ ngơi, yên tâm đi. Chắc chắn có chuyện rồi. Tính mạng Dương Sáng không còn gặp nguy hiểm nữa rồi. Nhưng mà bây giờ Dương Sáng đã bị mất tích. Anh mau đi tìm Dương Sáng đi. Tìm được Dương Sáng rồi, mắng hắn ta một trận, làm người khác lo lắng. Yên tâm đi, anh sẽ đi tìm mà. Thạch Vũ. Hả? Cô chăm sóc Nam Mẫn nha. Anh đi tìm đi. Ừ. Yên tâm đi. Ừ. Cô có sao không? Tôi không sao. Đang nghĩ gì đó? Tôi đã nghĩ tới chuyện lúc mới nhập ngũ. Thực hành một bài tập khó ở đây, suýt nữa tôi đã chết đuối trong ống cống. Nam Mẫn đã cứu sống tôi. Lần này Nam Mẫn lại cõng tôi thoát khỏi làn khí độc. Cô ấy suýt chút nữa. Nếu cô ấy hy sinh trong đợt tác chiến lần này, anh sẽ làm gì? Tôi cũng không biết nữa. Cô ấy được điều tới tổ tình báo rồi, sao anh vẫn cho cô ấy tham gia chiến đấu? Lỡ như xảy ra chuyện với cô ấy thì sao? Tôi không dám nghĩ. Anh cần phải nghĩ. Nghề của chúng ta đặc biệt mà. Nhiệm vụ của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta không cho phép chúng ta nghĩ nhiều. Cho nên không dám nghĩ. Đội trưởng, tôi biết có rất nhiều chuyện tôi không nên nói, nhưng tôi không nói không được. Anh hãy coi như tôi là em của Nam Mẫn đi. Anh phải trân trọng yêu thương cô ấy, cho nên anh cần phải nghĩ. Cô ấy đã vì anh rời khỏi đội chống khủng bố, thì anh phải yêu thương trân trọng cô ấy, cho cô ấy một cuộc sống bình yên. Nếu không thì tôi sẽ hận anh đó. Cậu nói rất hay. Nói rất hay. Cô ấy có người anh em giống như cậu, là vinh hạnh của cô ấy. Tôi có một đồng đội tốt như cậu, là niềm tự hào của tôi. Tôi hiểu mà, tôi hiểu. Tôi hiểu mà.
Trời đất quỷ thần ơi, sao mà cảm động quá vậy? Tôi biết bây giờ Dương Sáng rất đau lòng. Chuyện gì cũng có đúng có sai, nhưng mà chuyện này chỉ có đúng, không có sai. Ê, nếu trên đời này có hai Nam Mẫn thì tốt biết bao nhiêu. Nói bậy bạ cái gì vậy? Thang di động. Ê, đi thôi đi thôi. Đi 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 đi. Có chuyện gì vậy? Ngồi xuống đi, mau. Cuối cùng là có chuyện gì? Không có gì, uống rượu với anh thôi. Lý do gì vậy? Không có lý do. Dương Sáng, sao anh nói nhiều quá vậy? Kêu anh uống thì anh cứ uống đi. Muốn giải sầu muộn thì phải uống rượu. Chỉ cần uống vài ly, không còn đau lòng nữa. Con người tôi không thích nói là nhảm gì. Nè, cạn. Hơ, rượu phải uống như vậy. Uống với tôi một ly. Tôi cũng mời anh một ly. Uống hết nghe. Dương Sáng, chúng ta là bạn thân, có phúc cùng hưởng, đồng bệnh tương lân. Cạn ly. Anh mới bị bệnh, tôi không bị bệnh. Cạn ly. Mọi người không cần nói nhiều. Nước ngọt và rượu uống chung mới ngon. Nè, cứ để anh ta uống. Sao vậy? Lại không cùng chí hướng, không đi chung đường à? Đội trưởng Lục, tôi muốn đổi đội khác, đổi môi trường. Tôi không muốn đội trưởng Lệ và Nam Mẫn vì tôi mà khó xử. Yên tâm đi, tôi không còn là Dương Sáng trong quá khứ nữa. Bây giờ cậu đã trưởng thành, nhưng mà vẫn chưa đủ. Cậu là đội viên đội chống khủng bố. Khẩu hiệu của đội chống khủng bố là gì? Phải vượt qua, phải sống sót, chắc thắng. Vậy chắc là cậu cũng hiểu, chiến thắng kẻ thù dễ dàng, chiến thắng bản thân khó. Gần đây cậu làm nhiệm vụ rất tốt, tại sao cậu lại muốn quay đầu bỏ chạy? Tôi muốn tác thành cho người khác. Mục đích thì rất tốt, cách làm thì sai. Tôi cảm thấy cậu cần phải quyết tâm cố gắng hơn nữa. Đội trưởng Lục, đừng yêu cầu tôi quá có được không? Cậu là con trai của Lý Viễn Chinh, đương nhiên tôi cần phải yêu cầu cao. Xử lý tốt vấn đề cá nhân của cậu là một thử thách, cũng là một trận chiến. Đội trưởng Lục nói xa chủ đề quá rồi. Có câu này tôi thấy người ta nói đúng. Những người có duyên với nhau nên kết thành đôi. Ê, câu cậu mới nói tôi cũng cảm thấy đúng. Cậu có một cô bạn gái tên là Liễu Thi Văn, một lòng một dạ yêu cậu, nhưng cậu lại coi người ta như em gái của mình vậy. Điều này không hợp lý lắm đâu. Đừng làm cho cuộc sống của mình phức tạp. Chấp nhận sự thật, suy nghĩ cẩn thận ha. Trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề. Tôi nói lại câu hồi nãy của cậu nói. Những người có duyên với nhau nên kết thành một đôi. Hai người thành đôi, họ cũng thành đôi. Đội trưởng Lục, Nam Mẫn tìm đội trưởng Lục phải không? Phải. Tôi biết tôi nên làm gì rồi. Trực tiếp đi gặp Nam Mẫn, kết thúc mọi chuyện. Rõ. Đội trưởng Lục nói chuyện với tôi rồi. Vậy đơn xin chuyển đội của anh? Tôi lấy lại rồi. Chắc chắn anh cảm thấy tôi vô tình phải không? Không có. Tôi phải cảm ơn cô. Tôi muốn trốn, nhưng cô lại bắt tôi ở lại một lần nữa. Tình yêu Na Dương. Cái này do tôi khác. Mắc cười lắm phải không? Dương Sáng, nếu như tôi không có Lệ Kiếm Phong, nếu như anh không có Liễu Thi Văn, chúng ta cũng có thể yêu nhau. Tôi đã đem lại cho cô nhiều phiền phức rắc rối.
Nếu như không có tôi, cô và đội trưởng Lệ đã cưới nhau. Đừng nói như vậy, chuyện này không liên quan tới anh. Dương Sáng, Liễu Thi Văn một lòng một dạ yêu anh. Cô ấy là một cô gái tốt, anh nên trân trọng cô ấy. Chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn. Tôi cũng chúc hai người hạnh phúc. Nam Ẩn à, hôm nay tôi hẹn cô ra đây, là để nói lời tạm biệt với quá khứ của chúng ta. Sống một cuộc sống mới. Đội chống khủng bố sắp họp, tôi phải đi đây. Đi đi. Chú Lâm, sao hôm nay rảnh tới đây vậy? Hôm nay chú tham dự một sự kiện ở gần đây nên sẵn tiện ghé qua thăm con. Cảm giác âm nhạc của con rất tốt. Hồi nãy khi con đánh đàn, chú đã bị con dẫn dắt vào thế giới âm nhạc vậy đó. Chú quá khen rồi. Thật ra thì chú nghĩ rằng trình độ cao nhất của biểu diễn âm nhạc không phải là kỹ thuật chơi nhạc của nhạc công, mà là sự kết hợp hài hòa giữa sự hiểu biết về âm nhạc với kỹ thuật chơi nhạc của nhạc công. Mặc dù con đánh đàn ở đây, nhưng mà cảm xúc của con đã được gửi gắm vào không gian quyền bí của âm nhạc rồi. Con thực sự không ngờ lời nhận xét của chú về âm nhạc là chính xác như vậy. Nhưng mà hơi đáng tiếc, con chưa đạt tới trình độ đó. Tại sao con không làm một live show cho riêng mình? Con không thể nào làm được. Con vừa không có danh tiếng, vừa không có nhiều tiền, làm sao làm live show được con chứ? Con nên có lòng tin với bản thân mình. Dạ, cảm ơn chú đã động viên. Thi Văn, thật ra chú có suy nghĩ này, không biết con có chấp nhận hay không. Gì vậy? Chú muốn tài trợ cho con làm live show. Không được đâu chú Lâm, chúng ta không thân với nhau lắm, con không thể nhận món quà lớn này của chú. Phải, chú biết có hơi đường đột. Đối với con mà nói, có thể con chỉ coi chú là một người bạn bình thường, nhưng đối với chú mà nói, chú đã coi con là người nhà của chú lâu rồi. Người nhà? Phải. Có thể con cảm thấy hơi mắc cười. Dạ không có. Con cũng biết Dương Sáng là con trai của chú, con rất tốt với nó, con rất thông minh. Chú đã coi con như con dâu của chú lâu rồi. Có thể là thương con thương luôn người yêu con. Con đối xử với Dương Sáng rất tốt, chú rất biết ơn con. Cho nên chú muốn cố gắng hết sức làm gì đó cho con và nó. Suy nghĩ của chú con hiểu được, nhưng mà chú cũng biết là một live show chắc chắn mất rất nhiều tiền. Mất bao nhiêu tiền không phải vấn đề, vấn đề là so với tình thân, tiền không là gì hết. Hơn nữa chú làm như vậy chủ yếu là để chuộc tội.
chú giúp con cũng có nghĩa là chú giúp Dương Sáng. Mặc dù đề nghị này của chú có thể hơi vô lý, nhưng chú vẫn mong con chấp nhận đề nghị này. Những lời chú nói con đã hiểu, nhưng bây giờ con không thể nào chấp nhận. Con nghĩ là con nên hỏi ý kiến của cô đã, chúng ta mới có thể bàn vấn đề này tiếp được. Đúng rồi, đúng rồi, con nói đúng. Nếu như nha, dạ. Nếu như Ái Bình đồng ý, vậy thì con nghĩ khi nào làm live show cho con là tốt nhất? Dạ, con vẫn chưa nghĩ tới chuyện này. Chú thì nghĩ như vậy. Mấy ngày nữa là sinh nhật của Dương Sáng. Có phải con định tặng cho Dương Sáng quà sinh nhật không? Vậy thì nếu như trong ngày sinh nhật của nó, chú làm live show cho con, thì live show đó là món quà ý nghĩa nhất của nó. Vậy cả sinh nhật của Dương Sáng chú cũng nhớ rõ sao? Máu mủ ruột rà mà. Đáng tiếc là khi chú còn trẻ, chú đã không biết trân trọng, để mất tư cách làm cha. Cảm ơn con. Chú suy nghĩ tiêu cực quá, phải nghĩ tích cực hơn. Chú xúc động quá, xin lỗi con. Thì rằng ngoài làm live show ra, con còn định tặng Dương Sáng quà sinh nhật gì nữa? Trời ơi, nói thật là con vẫn chưa nghĩ ra. Chú thấy nó ở doanh trại, đồ mắc tiền, chắc chắn không dùng được. Chẳng hạn như dây nịch, giày da, cà vạt, nó chắc chắn không cần. Nên tặng quà gì đây? Con cảm thấy tặng cho nó một cái đồng hồ có được không? Đương nhiên không phải là đồng hồ quá sang trọng mắc tiền. Hàng ngày nó nhìn thấy đồng hồ, nó sẽ nhớ tới con đã tặng một món quà ý nghĩa hết cho nó. Được không con? Món quà này được đó. Chú nhớ là hình như có một loại ở Mỹ, Hải quân lục quân hay dùng, rất phù hợp với nó. Nhãn hiệu là gì hả? À phải rồi, Pederai. Ngày mai con kêu người ta gửi tài liệu cho con, con đọc thử nghe. Dạ được, cảm ơn. Chuyện nhỏ. Lam Tuyết, cô đánh thử đi, tôi dạy cô. Tôi không muốn chơi trò này. Nếu không còn chuyện gì, tôi ra ngoài nha. Hôm qua sau khi tôi nói chuyện với Liễu Thi Văn, tôi cảm thấy cô không được vui cho lắm. Tại sao vậy? Cô ghen hả? Tôi có tư cách gì mà ghen chứ? Tôi chỉ là người được cử tới đây giám sát ông và hầu hạ ông thôi. Nhưng ông lại để tôi nhìn ra ông là một sát thủ tình trường, chuyên tán gái bằng những lời lẽ ngọt ngào. Cô ta là bạn gái của con trai tôi, cô đang sỉ nhục tôi đó. Nè, Lâm Chỉ Sơn này, nếu như muốn tán gái cũng không tán bạn gái của con trai mình. Đúng là đầu to suy nghĩ hạn hẹp. Nè, tôi giải quyết chuyện riêng của gia đình tôi, sao cô lại ghen tuông? Hả? Với mục tiêu và hoàn cảnh của chúng ta, cô không nên có thái độ như vậy. Suy cho cùng cô vẫn là một cô gái trẻ. Tôi sai rồi, tôi không nên suy nghĩ nhiều quá. Tôi hiểu rồi. Cô vẫn chưa hiểu đâu. Cô chỉ hiểu vấn đề nhỏ, không hiểu vấn đề lớn.
Trong lòng Lâm Chỉ Sơn hiểu rồi, ông chủ của ông không cho ông lộng hành như vậy. Ông phải nhanh chóng làm chuyện mà ông cần phải làm. Thiên Văn à, con vừa mới đi, cô liền cảm thấy không được khỏe, cho nên cô mới kêu con về nhà. Ở lại đây với cô đi con, được không? Cô à, nghe cô nói gì, đương nhiên có đồng ý rồi. Hôm nay cô kêu con về, một mặt là muốn con tiếp tục ở lại đây với cô, mặt khác cô có chuyện quan trọng muốn nói với con. Dạ. Cô à, có phải cô muốn hỏi chuyện ông Lâm bỏ tiền làm live show cho con không? Đúng vậy. Trong điện thoại con nói không rõ ràng lắm, nên cô muốn nghe con nói rõ hơn. Chỉ Sơn chủ động làm live show cho con phải không? Dạ. Vậy con trả lời chỉ Sơn như thế nào? Con nghe lời cô. Cô nghĩ cô đồng ý, cứ để chỉ Sơn bỏ tiền, cho chỉ Sơn một cơ hội. Cô à, con không muốn vì chuyện của con mà cô phải ép bản thân mình. Chuyện làm live show có lợi cho con nên cô không có lý do gì để phản đối. Hơn nữa chuyện của cô và chỉ Sơn đã qua rồi, con người cũng có lúc thay đổi mà. Chúng ta cũng nên nhìn chỉ Sơn bằng con mắt khác, cho ông ta cơ hội, tức là cho chúng ta cơ hội quan sát ông ta. Những người lớn tuổi như chỉ Sơn, ai cũng muốn sống bình yên hết, muốn làm vài việc tốt, không có lý do gì để chúng ta ghét bỏ. Cho nên con cứ yên tâm dũng cảm mà làm đi. À, cô à, còn chuyện này nữa, chú Lâm không cho con nói cô biết, nhưng mà con nghĩ không nên giấu giếm bất cứ chuyện gì. Chú Lâm nói con nghe là muốn làm live show vào ngày sinh nhật của Dương Sáng. Vậy à, ông ta suy nghĩ rất thấu đáo. Thi Văn à, con không muốn hỏi cô chuyện gì sao? Con nghĩ con không nên hỏi. Nhưng cô muốn nói cho con biết, ngoài Dương Sáng ra, con là người thân nhất của cô. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng phải đối mặt sự thật, sợ hãi và trốn tránh đều không có ý nghĩa gì hết. Cho nên cô muốn nói cho con nghe một sự thật, để con có thể hiểu cô là một người như thế nào và biết được suy nghĩ của cô. Lâm Chỉ Sơn đúng là ba ruột của Dương Sáng, nhưng ông ta không xứng đáng, bởi vì ông ta chưa có một ngày nào làm tròn trách nhiệm của một người cha. Cho nên cho dù Chỉ Sơn và Dương Sáng có quan hệ gì, ba của Dương Sáng mãi mãi chỉ là Lý Diễn Trinh. Cô à, con rất khâm phục cô. Mấy chục năm nay cô đã trải qua rất nhiều chuyện, bây giờ cô vẫn có thể bình tĩnh xử lý mọi chuyện bằng lý trí, thực sự không dễ dàng gì. Điều này con rất giống như cô. Con đối với Dương Sáng một lòng một dạ, nhưng Dương Sáng đối với con lạnh lùng vô tình. Con có giận nó không? Không đâu, con không có lý do gì giận anh ấy. Hơn nữa Nam Mẫn thật sự tốt hơn con nhiều. Nhưng mà Nam Mẫn và Lệ Kiếm Phong sắp cưới nhau mà. Nam Mẫn đã gọi điện cho cô, nói cho cô nghe chuyện này. Cho nên con nên nhân cơ hội làm live show, nói rõ mọi chuyện cho Dương Sáng nghe. Con sao vậy Thi Văn? Con buồn cho Dương Sáng. Con sợ anh ấy không chịu nổi. Thi Văn à, con đúng là một cô gái tốt. Dương Sáng cưới được con là may mắn của nó. Vậy nên Thi Văn à, con phải dũng cảm, đừng để mình thiệt thòi nữa. Con phải nhanh chóng hành động. Con cũng biết Dương Sáng đang là quân nhân, nó cần phải xin nghỉ phép trước đó. Chuyện live show đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Dạ rồi, chắc chắn không có sai sót gì. Sinh nhật của con trai ông, live show của con dâu ông. Nếu có sai sót, tôi có thể ở lại đây được nữa không? Cô có thể ở lại hay không thật sự không liên quan tới tôi. Điều này phụ thuộc quyết định của hội trưởng. Tôi vẫn chưa báo cáo hội trưởng. Tại sao vậy? Tôi không muốn làm ông mất vui.
ở trên đời này niềm vui là cái quý giá nhất. Ý của cô là nếu so sánh tôi và hội trưởng thì tôi quan trọng hơn hả? Tôi mong ông cảm nhận được sự chân thành của tôi. Đừng có mắc sai lầm tai hại như 24 năm trước nữa là được. Yên tâm đi, tôi sẽ nhận tấm lòng của cô. Nhưng mà cô có thể báo cáo với hội trưởng Lai sau này. Hội trưởng tài trợ. Tại sao vậy? Tôi không bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Dự án APR tiến triển rất là nhanh, cô biết mà. Kế hoạch bóng đêm của chúng ta cũng phải bắt đầu khởi động tiến hành thật nhanh. Cho nên live show của Liễu Thi Giang cho chúng ta mà nói là cơ hội, là một bước đệm quan trọng. Chúng ta có thể thông qua Liễu Thi Giang để tiếp cận Dương Ái Bình. Hơn nữa, chúng ta có thể mượn live show này chơi đội chống khủng bố một vố thật đau. Biết địch biết ta, có thể trăm trận trăm thắng. Người mà đội chống khủng bố đang nhắm vào là tổ chức Hắc Nhật, đâu có liên quan gì tới chúng ta. Cô nói rất đúng. Đội chống khủng bố đang nhằm vào tổ chức Hắc Nhật, nhưng chúng ta phải lợi dụng tổ chức Hắc Nhật, kêu họ làm việc nặng nhọc cho chúng ta. Cô nghĩ đi, chúng ta giúp tổ chức Hắc Nhật mấy lần để làm gì? Chúng ta muốn họ mắc nợ chúng ta. Mắc nợ thì tới cuối cùng cũng phải trả. Cô không thấy tổ chức Hắc Nhật vừa có thể che giấu hành động của chúng ta, vừa làm việc nặng nhọc cho chúng ta sao? Nên tổ chức Hắc Nhật có giá trị lợi dụng. Còn nữa, Liễu Thi Giang muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho Dương Sáng. Benerai là đồng hồ hải quân lục quân Mỹ hay dùng, là đồng hồ xịn do tôi đề nghị. Cô hãy chuẩn bị một cái đồng hồ y chang đồng hồ thật. Dạ hiểu rồi. Kế hoạch bóng đêm là một kế hoạch lớn. Mục đích của kế hoạch này là làm hệ thống máy tính khu vực phía Bắc tê liệt, đóng băng, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn cho thế giới. Đừng lấy. Đọc tấu piano của Liễu Thi Văn, bạn gái của Dương Sáng. Không thể ngờ được. Một vé 800 tệ luôn đó. Đúng vậy đó. Nếu không phải live show của bạn gái Dương Sáng, sao được tặng vé 800 tệ chứ. Tốt bụng quá. Dương Sáng, anh giỏi thiệt á. Mọi người cũng đừng mừng quá sớm. Chưa chắc có được nghỉ phép hay không đó. Cho họ nghỉ phép. Ê, đội trưởng Lục, anh bị sao vậy hả? Trọng trải quá. Các đội đều đi sao? Đúng vậy. Chuyện này rất có ý nghĩa. Tới phòng phục trang, mượn tất cả đồ vest thường dùng khi thực hiện nhiệm vụ cho tôi. Làm tóc thật đẹp. Nhớ là mỗi người một phong cách, không được giống nhau đó. Đừng để người khác nghĩ họ là bảo vệ của Liễu Thi Văn. Phải thật là đẹp mới được, để mấy thằng nhóc đó có thể tạo ấn tượng tốt cho Liễu Thi Văn. Yên tâm đi, chỉ là làm đẹp thôi mà. Cứ giao cho tôi. Nè nè, mấy người đó là ai vậy? Người mẫu hả? Chắc chắn không phải là con nhà giàu đó. Nhìn nơ cà phà của họ kìa, rất là đẹp. Rất đẹp, hơn nữa người nào cũng đẹp trai. Mẹ, hôm nay mẹ mặc đồ đẹp lắm đó. Thật sao? Cô Bình à, cô nhìn trẻ, cô trẻ thật đó. Cảm ơn. Chào cảm cô. Ơn tụi con tới ủng hộ. Thật sự không ngờ hôm nay tụi con mặc đồ sang trọng như vậy. Ông chủ Lục của tụi con nói hôm nay nhất định phải đẹp mới được. Phải. Con có phải Thiết Báo không? Dạ, con chào cô. Đồ vest của Thiết Báo đẹp lắm. Nhưng mà cái nón cũng rất đẹp. Họ chê cô xấu bắt con phải đổi cái nón này đó. Không phải đâu, tối nay có thể nói tụi con là những người đẹp trai nhất. Thôi được rồi, không đổi nón cũng đẹp mà. Được rồi, mau ngồi xuống đi. Dạ.
Dương Sáng, người ngồi bên cạnh mẹ của anh là ai vậy? Tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm thấy đã thấy ông ta ở đâu rồi. Có thể là đồng nghiệp của mẹ tôi. Hay quá. Cảm ơn các anh đã tới. Live show của người nhà đương nhiên chúng tôi phải ủng hộ rồi. Chúng tôi phải nghe lời mời gọi của anh ta. Cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Cười đi. Xong rồi. Đâu được coi. Chụp hết rồi phải không? Chụp hết rồi. Chụp rồi. Được, về về thôi. Về về mà về chứ. Anh chưa chụp hình với chị dâu mà. Đúng rồi, mau chụp hình đi. Đúng rồi, mau chụp hình đi. Chụp đi, chụp đi. Hỏi lên, hỏi lên, nhanh lên. Xin lỗi em, anh kêu họ đừng gọi em là chị dâu nhưng họ vẫn gọi. Không sao đâu, họ tới ủng hộ em thấy rất là vui. Nói xong chưa? Được rồi, chụp đi. Trời ơi, đứng chầu cờ hả? Tay ôm đi. Trời ơi, đứng dậy cũng được mà. Ôm Thi Văn đi. Ôm eo kìa. Đúng rồi, ôm eo đi, ôm eo. Mà lên đi. Được rồi. Ôm eo. Đứng sát lại đi, đứng sát lại, sát lại. Sát lại chút nữa. Một, hai, chụp nè. Được, xong rồi. Rồi kiểu đi. Chào cô. Chào cô. Dạ, chào cô Bình. Đúng lúc quá, dạ. Cô cũng chụp hình đi. Cô chụp cho cô một tấm nha. À, được, được. Qua bên này, con chụp hình cho. À, anh Lâm à, anh cũng chụp chung đi. Chú Lâm, chụp chung đi. Xong rồi. Hình này đẹp quá ha. Rất đẹp, giống quá một gia đình ha. Cho tôi coi coi. Giống lắm đó. Chú Lâm, chú chờ một lát. Dương Sáng, đem giới thiệu cho anh biết. Ờ, à, đấy, đưa coi. Người này chính là chú Lâm. Chào ông. À, chào cậu. Dương Sáng, hôm nay em có thể làm được live show này đều nhờ vào chú Lâm hết.
Cảm ơn ông Lâm đã giúp đỡ Thi Văn. Làm live show là ước mơ rất lâu của Thi Văn. Cảm ơn ông đã tài trợ giúp cô ấy thực hiện được ước mơ. Đúng vậy, cảm ơn chủ tịch. Mọi người đừng nói như vậy. Thật ra đây cũng là ước mơ mấy chục năm nay của tôi. Khi còn trẻ tôi cũng có ước mơ đi học âm nhạc. Nhưng mà lúc đó vì cuộc sống khó khăn, tôi bắt buộc phải từ bỏ. Hôm nay nhìn thấy Thi Văn biểu diễn thành công như vậy, tôi cũng cảm thấy vui. Coi như Thi Văn đã thực hiện ước mơ của tôi cho tôi. Cảm ơn chú rất nhiều. Đúng vậy, cảm ơn anh rất nhiều. Tấm này đẹp hả? Dương Sáng à, cũng không còn sớm nữa. Đồng đội của con đang chờ con. Tụi con về trước đi. Dạ, Tiểu Văn đi với tụi anh đi, anh sẽ đưa em về. Được đó. Mẹ. Không sao, tụi con về đi. Không sao đâu, đừng lo cho mẹ. Đưa cho tôi coi thử coi. Con về nha. Con về nha, tạm biệt. Anh đẹp quá. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi, lên đi. Đi, đi, đi. Cô chào cô. Tạm biệt cô. Tạm biệt trước nha. Tạm biệt. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã khoan dung. Không có gì đâu. Hy vọng đây là một khởi đầu tốt đẹp. Tạm biệt, 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 tạm biệt. Nè, Dương Sáng làm gì vậy? Tôi làm gì vậy? Dương Sáng xách nhiều đồ quá, tôi muốn xách đồ giùm anh ta không được sao? Anh nói làm gì lại cản mũi hả? Không, không phải mà. Về chỗ của anh đi, bao lên đi, mau ngồi xuống đi mà. Nhưng mà Dương Sáng xách nhiều đồ như vậy, tôi xách giùm anh ta không được hả? Trời, cho tôi xuống xe coi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống coi. Anh vô duyên quá rồi đó, anh hiểu không? Anh vô duyên quá đi. Hôm nay live show của em rất thành công. Em chơi đàn rất hay, hay hơn tất cả những lần em chơi đàn cho anh nghe đó. Thật ra điều khiến em vui nhất là các anh ủng hộ em. Phải rồi, sao Nam Mẫn không đi với anh? Lúc đầu anh định mời Nam Mẫn, nhưng sau đó cảm thấy không ổn lắm. Người anh nên mời nhất là Nam Mẫn, có gì mà không ổn chứ? Nam Mẫn và Lệ Kim Phong sắp cưới nhau rồi. À, nè, anh không phải là người như vậy. Trước đây lúc nào anh cũng nghĩ gì nói đó. Em cảm thấy hôm nay anh lạ lắm đó. Thật sao? Ừ. Anh cũng cảm thấy anh hơi lạ đó. Tiểu Văn à, anh cảm thấy rất có lỗi với em. Em đối xử với anh rất tốt, nhưng anh lại làm em tổn thương. Lời anh nói là lời thật lòng. Hơn nữa anh cũng đâu có cố ý. Trước đây anh còn trẻ, anh không hiểu chuyện, có mọi thứ quá dễ dàng. Ờ, vậy thì bây giờ hiểu chuyện rồi hả? Đừng có nói giỡn nữa. Em đâu phải là cô của anh, sao nói chuyện dài dặn vậy? Nè, em không thể nào hiểu nổi. Một lúc là em gái, một lúc là cô. Cuối cùng em là gì của anh hả? Em nói đi. Em vẫn là câu nói này. Tùy anh thôi, miễn sao anh thấy vui là được. Hôm nay anh ra một mệnh lệnh cho mình, Tiểu Văn. Hôm nay anh 25 tuổi, anh quyết định em là bạn gái của anh. Dương Sáng, anh tại sao lại đưa ra quyết định như vậy? Đội trưởng Lục đã yêu cầu anh không được làm cuộc sống của mình phức tạp, nắm bắt cơ hội. Đội chống khủng bố của anh hài hước thiệt đó. Yêu đương hẹn hò mà cũng hạ mệnh lệnh nữa hả? À, còn một câu nữa. Những người có duyên với nhau nên kết thành đôi. Dương Sáng, anh làm em bất ngờ thiệt đó. Sao vậy? Em không đồng ý hả? Tùy anh thôi. Em nói vậy anh không thể nào hiểu nổi. Cuối cùng em có đồng ý hay là không? Đồ ngốc. Trời ơi, nụ hôn đầu đời.
thác báo. Ê trời ơi, ha, mày có nhớ tao không? Tao nói mày biết, hôm nay tao bội thu nụ hôn đó nha. Sao lại nói vậy chứ? À, không 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 không, không giống nhau, không giống nhau, không giống nhau. Mày và Thi Văn đương nhiên là không giống nhau rồi. Mày lịch sự hơn cô ấy nhiều. Anh dám nói em thua họ hả? Ở lại chơi nha. Không được đâu, đồng đội đang chờ anh đó. Ờ. Anh đi về nghe. Em tiễn anh. Em tiễn anh xuống dưới, anh phải tiễn em lên lại. Đưa đưa tiễn tiễn mất thời gian lắm. Em cũng mệt rồi, đi ngủ sớm đi. Ờ. Anh về cẩn thận nha. Ừ. Ờ, tạm biệt. Hát báo, tạm biệt. Hắc báo. Trời ơi, chết rồi. Coi đầu óc của tao kìa. Đồ vật quan trọng nhất mà cũng quên nữa. Dương Sáng. Ừ? Chờ em với. Chuyện gì em? Tặng anh. Là quà sinh nhật đó. Panerai. Em nghe nói hải quân, lục quân Mỹ đều đeo loại này. Đồng hồ này đẹp quá, mắc lắm đó, mấy chục ngàn phải không? Em lấy tiền tiết kiệm mua cho anh đó. Mua của người quen, được giảm giá. Anh mau đeo vào để em coi thử đi. Mau lên. Đẹp lắm, rất là hợp với anh. Thật đó. Được rồi, anh mau đi về đi. Đồng đội đang đợi anh đó. Anh sao vậy? Cảm ơn em. Coi thử coi. Mặt đồng hồ bự quá vậy? Anh không biết đồng hồ này đâu. Đây chính là đồng hồ Panerai. Ê nè. Trời ơi. Đồng hồ này đẹp quá, cho mượn đeo vài ngày nha. Anh khôn quá hả? Thấy đồ tốt cái là mượn liền à? Đúng đó. Sao có thể cho anh mượn được chứ? Đây chính là quà sinh nhật mà. Nó rất có ý nghĩa. Cho tôi mượn đi. Có ý nghĩa gì vậy? Đẹp quá đi. Ý nghĩa gì hả? Ý nghĩa gì anh tự suy nghĩ đi. Không phải. Trả này Dương Sáng. Anh nói gì tôi không hiểu. Anh mau nói cho tôi nghe có ý nghĩa gì đi. Ông Lâm, từ giờ tôi sẽ nhìn ông bằng con mắt khác. Cô đi theo tôi, tôi sẽ cho cô thấy nhiều điều bất ngờ. Có chuyện gì vậy? Tín hiệu thiết bị nghe lén. Tiếp tục theo dõi, xác định vị trí cụ thể. Rõ. Báo cáo. Mời vào. Có chuyện gì? Đội trưởng Lục, có người đem thiết bị nghe lén vào doanh trại của chúng ta. Ai? Dương Sáng. Sao có thể như vậy? Hệ thống cảnh báo đã cho thấy đồng hồ của Dương Sáng có thiết bị nghe lén. Báo cáo hệ thống cảnh báo. Bây giờ còn có ai biết chuyện này? Chỉ có tôi và đồng nghiệp trực ban biết. Làm tốt lắm. Nhất định phải làm tốt công tác bảo mật. Tôi sẽ báo cho chỉ huy trường biết. Rõ. Còn chuyện gì nữa không? Đội trưởng Lục, tôi hy vọng đội trưởng Lục cho tôi điều tra chuyện này. Chuyện điều tra tôi sẽ sắp xếp sau. Cô đi về đi. Tôi nghĩ Dương Sáng không thể nào là nội gián. Dương Sáng hiểu rõ đội chống khủng bố. Nếu Dương Sáng có vấn đề, anh ta cũng không ngốc tới nỗi đem thiết bị nghe lén vào doanh trại. Chắc chắn bị người khác lợi dụng. Tôi cũng mong đúng như vậy.
Nhưng mà Nam Ẩn, trước khi chưa tìm ra chân tướng của sự việc, không được làm theo cảm tính. Cô đừng quên, trách nhiệm của chúng ta mang trên người. Ở đội chống khủng bố, tôi là người hiểu rõ Dương Sáng nhất. Đội trưởng Lục, để cho tôi điều tra, có thể giữ bí mật. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm theo cảm tính đâu. Được. Rõ. Ừ. Cậu đánh hay không? Coi tôi nè. Tốt quá rồi. Tôi thắng chắc rồi. Sao thắng được tôi chứ? Đúng rồi. Tới tôi. Xong, tới tôi. Dám chê tôi hả? Anh thua rồi đó. Trời, dở quá à. Chỉ huy trưởng, thiết bị nghe lén trong đồng hồ không những có chức năng nghe lén mà còn có chức năng định vị. Nhưng mà chúng ta đã dùng kỹ thuật mới nhất kiểm soát nó, có thể thay đổi vị trí theo dõi mọi lúc. Theo yêu cầu của chúng ta, có thể gửi cho kẻ địch những tin tình báo giả. Tốt. Đồng hồ này giúp chúng ta nắm quyền chủ động. Phải nhớ, phải liên tục phát ra âm thanh. Thật thật giả giả, hư hư ảo ảo. Kịch giả phải giống thật, không được sai sót sơ hở. Còn nữa, phải nhanh chóng tìm người cố ý cài thiết bị nghe lén. Rõ. Chính, đội chính. Sao đánh lớn dữ vậy? Tôi đánh lớn hơn nữa nè. Anh ngồi đây nghe tiếp, có gì kêu tôi. Dạ được. Sứ mệnh sản sinh anh hùng. Không được, Trì Hiếu Ba, cậu vẫn bắn thua tôi. Cậu thắng tôi chắc chắn là nhờ may mắn thôi. Hồi nãy tôi chưa bắn hết sức, có giỏi chơi gián nữa đi. Đủ rồi đó, cả Hiếu Ba cũng thua tôi. Từ bây giờ tôi phải được gọi là độc cô cậu bại. Ủa, ai tới coi vậy? Kìa, hình như là lãnh đạo. Ủa, Nam Ẩn. Nam Ẩn, sao cô lại tới đây? Ai cha, sao lại tới đây? Nam Ẩn, sao cô lại tới đây? Sao cô lại tới đây? Ngọn gió nào thổi cô tới vậy? Cô tới rất đúng lúc. Hôm nay Dương Sáng giỏi lắm. Độc cô cậu bại, không ai thắng anh ta được. Đúng đó. Lát nữa tôi phải đi họp, sẵn tiện ghé thăm mọi người. Sao rồi, mọi người đều khỏe chứ? Khỏe. Đương nhiên rồi. Nếu cô kêu đội trưởng Lệ giảm bài tập cho chúng tôi sẽ khỏe hơn có phải không? Giảm cái gì chứ, anh muốn chết có phải không? Dương Sáng, độc cô cậu bại, tôi rất muốn so tài. Không phải, cô đừng có nghe họ nói giỡn thôi. Hồi mà nãy anh lớn tiếng với mọi người lắm mà. Đấu đi. Nói gì vậy? Anh mắc cỡ làm gì chứ? Đấu đi. Đấu đi, đấu đi, đấu đi, đấu đi. Nam Ẩn lâu rồi không tập bắn súng, bây giờ tôi chắc chắn sẽ thắng. Dương Sáng, tự tin dữ vậy. Vậy chúng ta không đấu không được. Phải đấu. Chuẩn bị xong rồi. Được. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Nhường cô. Giỏi lắm. Không thụt lùi chút nào. Nếu muốn độc cô cậu bại, phải cố gắng hơn. Ê, đồng hồ rất đẹp, mua ở đâu vậy? Tôi cũng không biết nữa. Không phải anh ta mua đâu, Thi Văn tặng anh ta đó. Thi Văn tặng anh hả? Cô ấy nói gì mà lục quân hải quân của Mỹ hay dùng, phù hợp với tôi. Đồng hồ rất đẹp, không biết cô ấy đã mua ở đâu. Tôi cũng muốn mua một cái tặng đội trưởng Lệ. Cô gọi điện thoại hỏi Thi Văn đi. Hình như cô ấy quen người nào bán đồng hồ nữa được giảm giá. Được. Được rồi, không nói chuyện với các anh nữa. Ê, cô muốn đi về hả? Chúng tôi còn rất nhiều chuyện muốn kể cô nghe mà. Từ từ rồi về. Tôi phải đi họp. Bữa khác tôi đi thăm các anh ha. Tiếp tục luyện tập. Được, bữa khác gặp nha. Rảnh nhớ ghế chơi đó. Làm gì vậy? Sau khi điều tra tôi biết đồng hồ này đúng là quà sinh nhật Liễu Thi Văn tặng Dương Sáng. Thời gian đeo là sau live show của Liễu Thi Văn. Trong khi điều tra tình hình trước và sau khi diễn ra live show, quan sát camera ở sảnh tôi phát hiện có người ra vào khu vực này. Khi người này ra và vào đều cố ý tránh camera. Người này chắc chắn hiểu rõ Liễu Thi Văn. Nếu không,
thì người này không thể biết quà mà Liễu Thi Văn tặng Dương Sáng. Gần đây Liễu Thi Văn đã tiếp xúc với ai? Hai người điều tra chưa? Đã điều tra rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm được manh mối mới. Tôi vẽ một bản đồ mối quan hệ. Bản đồ các mối quan hệ xã hội của Liễu Thi Văn. Lâm Chỉ Sơn, nhà tài trợ Live Show. Lâm Chỉ Sơn đang làm nghề gì? Lâm Chỉ Sơn, ông ta là chủ tịch tập đoàn BY, là một hoa kiều. Anh ta và Liễu Thi Văn có quan hệ gì? Live Show độc tấu piano của Liễu Thi Văn, ông ta là nhà tài trợ. Người này, hai người nhất định phải để ý cho tôi. Rõ. Rõ. Báo cáo. Chỉ huy trưởng, đội trưởng Lục, phần tử khủng bố bữa trước được thi báo giải cứu để cho lời khai. Cậu ta đã nói gì? Cậu ta nói tổ chức Hắc Nhật ở trong nước có một căn cứ bí mật, họ thường xuyên hoạt động ở đó. Được, bây giờ chúng ta phải tận dụng cơ hội này ép họ xuất đầu lộ diện. Kim Phong, lập tức tập hợp đội tiến tới làng Hắc Thủy, bắt giữ phần tử khủng bố. Dạ. Chỉ huy trưởng, có cần kêu Dương Sáng tránh mặt không? Để đề phòng kẻ địch phát hiện kế hoạch của chúng ta. Không cần, trốn tránh không tốt bằng đối mặt. Bây giờ kẻ địch đã thò đầu ra rồi, nhất định phải bắt được kẻ địch. Căn cứ bí mật nằm ở đây. Ngoài lối thoát ở phía bắc thì sườn núi phía tây có một con đường nhỏ thông qua đường cái. Triệu Hiếu Ba, cậu dẫn theo hai người tới sườn núi đó, canh gác ở đây không cho ai chạy thoát. Hiểu rõ. Dương Sáng, Dương Thiết Báo, Mã Tiểu Xuyên, Tháp Tây, bốn người chịu trách nhiệm tấn công chính diện. Hạng thần Triệu Kha có hai người phụ trách yểm trợ cho mọi người. Đã nghe rõ chưa? Nghe rõ.